Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 22. Dưới chân nhẹ nhàng động một cái, lướt một cái đã xuất hiện cách đó 6 mét, vô cùng dễ dàng tránh thoát một đòn tấn công của quái vật ma hóa. Giờ phút này quái vật ma hóa từ trên không trung bay xuống, rơi trên mặt đất quay đầu giống giận về phía Dương Bách Xuyên. Giống. Được lắm xúc sinh nhà ngươi, lần này đến tiểu gia ta báo thù. Nhìn quái vật ma hóa, Dương Bách Xuyên mắng một tiếng, duỗi hai tay ra xuất ra chân nguyên ly hỏa. Dựa theo cách nói của lão già, con quái vật này là sinh vật quỷ đạo, thuộc tính âm hàn, dùng chân hỏa đối phó là hiệu quả nhất. Giống giống. Quái vật ma hóa lại nhào tới. Thế nhưng lần này Dương Bách Xuyên đã lấy lại lòng tin 10 phần, không còn e ngại hắn ta một chút nào, ngang nhiên lao tới. Dù sao có phòng ngự phù có thể chống cự được công kích của một kim đan kỳ, cho dù anh không động thủ bị đánh cũng chịu được. Tiết kiệm năng lượng của chân hỏa để sẵn sàng cung cấp cho quái vật ma hóa một kích để xem có tác dụng hay không. Có thần hành phù gia tăng tốc độ lên gấp 3 lần, có thể giúp cho anh dễ dàng khống chế sự va chạm với quái vật ma hóa. Dầm. Thời điểm xông tới, quái vật ma hóa tức giận đột nhiên đánh tới một kích, Dương Bách Xuyên nhắm vào bả vai, dù sao cũng muốn thử xem uy lực của phù phòng ngự. Sau một tiếng nổ lớn, một kích của quái vật ma hóa vững chắc vỗ lên bả vai Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cả người chấn động, một chút đau đớn cũng không có. Là một đòn tấn công của quái vật ma hóa, anh phát hiện toàn thân nổi lên một tầng nhũ bạch quang nhàn nhạt, trong lòng biết là sức mạnh của phù phòng ngự. Sau khi trong lòng biết rõ, dưới chân khẽ động, thân thể vặn vẹo, song quyền mang theo chân hỏa hung hăng đánh vào trên người quái vật ma hóa. Ầm ầm mang theo hai quyền chân hỏa. Giống giống. Quái vật ma hóa liên tục kêu thảm thiết, trên người nó bị chân hỏa thiêu ra hai lỗ thủng, bốc lên từng tia khói đen. Đáng tiếc là, không có thiêu đốt được, có lẽ là uy lực của chân hỏa còn chưa đủ. Trong đau đớn quái vật ma hóa rút lui. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cười ha ha, bị đánh không sợ, tốc độ đại thăng, đã hoàn toàn khống chế được cục diện. Cắn răng vận chuyển chân khí trong lòng bàn tay. Ngay lập tức hỏa diễm trong tay lớn hơn rất nhiều, dưới chân chớp động đứng dậy. Ầm ầm. Giống 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 giống. Tốc độ tàn ảnh vậy mà siêu cấp, ưu thế và phù phòng ngự không sợ bị đánh, cuối cùng cũng có thể để cho Dương Bách Xuyên châm được lửa trong thời gian 3 hơi thở ngắn ngủi trên người quái vật. Trong lúc chiếm ưu thế, vui vẻ không suy nghĩ. Lúc này giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lười biếng nói, tên nhóc thối nhà con cứ tiếp tục chơi như này thì thời gian của phù chú sẽ hết, đến lúc đó con xong đời rồi. À hát thứ này còn hạn chế thời gian sao sao? Dương Bách Xuyên sửng sốt hỏi. Hừ, tên ngu xuẩn tóc dài kiến thức ngắn, đây chỉ là phù chú cấp thấp mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ duy trì thời gian 10 hơi thở, cho dù là phù chú cao cấp cũng không thể sử dụng được vĩnh viễn, tốc chiến tốc thắng, khả năng dùng chân hỏa thiêu nó, nói không chừng có ma tinh tồn tại. Vân Thiên Tà nói. Ma tinh, đó là cái gì vậy? Tên nhóc nhà con lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhanh chóng chấm dứt trận đấu này đi, chờ một lúc ta sẽ nói cho con biết về ma tinh. Vân Thiên Tà chửi bới. Được được được, con chấm dứt ngay lập tức. Dương Bách Xuyên bị sư phụ mắng cũng không dám chơi tiếp, nhớ đâu thời gian phù chú hết, đến lúc đó đến lượt anh là người khóc. Anh cười ha ha với quái vật ma hóa, chấm dứt trận chiến này đi. Sau khi nói xong, đột nhiên anh vọt tới, trực tiếp đơn giản thô bạo ôm lấy quái vật ma hóa, hai hỏa diễm trong tay phát tác, cố gắng thiêu đốt nó. Giống giống giống. Trong nháy mắt quái vật ma hóa liên tục kêu thảm thiết, không ngừng bị Dương Bách Xuyên đánh, nhưng đối với Dương Bách Xuyên có phủ phòng ngự mà nói giống như gãi ngứa. Ngay lập tức quái vật ma hóa gầm lên yếu ớt xuống, toàn thân nó đều bị Dương Bách Xuyên dùng chân hỏa đốt, hóa thành một quả cầu lửa. Trong chốc lát, quái vật ma hóa bắt đầu tiêu tán trong chân hỏa của Dương Bách Xuyên, ngay lập tức từ trong đó rơi xuống một hạt châu màu đen, Dương Bách Xuyên đưa tay bắt lấy. Lớn chừng quả hột đào đang tỏa sáng, bên trong có linh khí âm hàn mạnh mẽ phát ra. Lão già đây chính là ma tinh mà người nói. Giọng Dương Bách Xuyên vang lên hỏi lại lời mà sư phụ nói lúc trước. Không sai, ma tinh là tất cả tinh hoa công lực của ma vật này, loại linh khí âm hàn này đối với quỷ tu mà nói là vật đại bổ,
đối với con mà nói cũng có thể hấp thu, nhưng mà nếu như con hấp thu thì có hơi lãng phí, có thể đưa cho bất kỳ một trong ba quỷ tu của con để hấp thu, có thể tăng tu vi lên nhanh chóng. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên thu hồi ma tinh, đi qua ôm Điêu Nhi lên, kiểm tra Điêu Nhi một chút thì chỉ có tinh thần có hơi uể oải mà thôi, cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới đến trước cửa mộ thất một lần nữa, lần thứ hai đẩy cửa. Lần này không có bất kỳ dị động nào truyền đến, cửa đá bạch ngọc bị anh đẩy ra hoàn toàn. Xuất hiện một không gian có khoảng 60 mét vuông. Bên trong có ánh sáng yếu ớt, lại phát hiện ở giữa đại sảnh có một quan tài thủy tinh, ánh sáng đại sảnh chính là ánh sáng phát ra từ quan tài thủy tinh. Ngoài ra toàn bộ đại sảnh không có tồn tại bất cứ thứ gì, vô cùng trống trải. Bây giờ có thể chắc chắn rằng quái vật ma hóa lúc trước chính là mối uy hiếp duy nhất trong mộ thất, cũng may là đã bị tiêu diệt. Nhưng khi nhớ lại chuyện vừa nãy, tiếng giống của con quái vật ma hóa, Dương Bách Xuyên không nhìn được mà sợ hãi, nếu như hôm nay không có sư phụ áp trận, cộng thêm hai tấm phủ chú trong tay, thì hậu quả anh không thể tưởng tượng nổi. Đi về phía trước, đi tới trước quan tài thủy tinh, phía trước vừa nhìn, thấy được tình huống bên trong quan tài thủy tinh. Nhìn thấy bên trong là một người phụ nữ. Trong cái dương thứ 6 cũng ghi lại những điều giống nhau trên cuộn da thú. Dựa theo ghi chép trên cuộn da thú, có lẽ là nơi này là chỗ hợp táng Lý Lương Sơn và đạo lữ của hắn. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên chỉ thấy bên trong quan tài thủy tinh chỉ có người phụ nữ, mà người phụ nữ này lại sống động như thật, nhưng lại không có người đàn ông, hoặc là nói không có sự tồn tại của Lý Lương Sơn. Lão già người có nhìn ra cái gì không? Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ, anh còn không dám chạm vào quan tài một cách dễ dàng. Không có gì khác thường. Quái vật ma hóa lúc trước có lẽ là chính là bản thân Lý Lương Sơn, bây giờ ta có thể đoán rằng Lý Lương Sơn rất có thể không chết, mà là thần hồn hóa ma, thủ hộ ở đây, hoặc có thể nói là đang bảo vệ người phụ nữ này, Điêu Nhi phá vỡ trận pháp, kinh động Lý Lương Sơn ma hóa. Vân Thiên Tà nói cho Dương Bách Xuyên. Nếu nói như vậy, Lý Lương Sơn này lại là một người tình cảm. Dương Bách Xuyên cảm thán, trong lòng đối với việc giết chết Lý Lương Sơn có hơi áy náy. Ai biết được sư phụ Vân Thiên Tà lại cười lạnh nói, sợ rằng chưa chắc phải là loại tình cảm như con nói, theo cách nhìn của ta mà nói thì Lý Lương Sơn bị người khác ép buộc mạnh mẽ sinh ma hóa mới đúng, con cứ nhìn xem bên trong thủy tinh có phù văn gì không. Dương Bách Xuyên nghe vậy lại bước tới một lần nữa, quả nhiên thấy được xung quanh quan tài thủy tinh có một ít phù văn khắc họa, là màu sắc trong suốt, nếu như không phải có lời nhắc nhở của sư phụ, thì cho dù anh có cố gắng quan sát đi chăng nữa thì đúng là không phát hiện được. Ngoại trừ những vị trí của phù văn này, Dương Bách Xuyên còn phát hiện có linh thạch ở bên trong quan tài thủy tinh, được đặt xung quanh cơ thể của người phụ nữ. Lão già chẳng lẽ còn có ẩn tình hay sao? Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy những thứ này hỏi. Đúng vậy, đây là một loại thi tu tà ác của tu chân giới, gọi là đại pháp khôi lỗi, chính là dùng thi thể tu chân giả làm đỉnh lô phong tỏa thần hồn, tu luyện tà công, sau đó hoàn toàn để ma hóa thành ma thú không có ý thức. Vĩnh viễn khống chế làm ma nô, đây là một loại phương pháp tu luyện vô cùng tà ác ác độc, dựa vào việc không ngừng hấp thu lực lượng ma nô mà tu luyện. Nghe sư phụ nói xong, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên nhảy điên cuồng, giọng nói run rẩy, lão già theo như lời người nói thì chẳng phải là. Ầm ầm. Lời còn chưa nói hết, nắp quan tài thủy tinh đột nhiên nổ tung. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói. Hình như đang nói người phụ nữ trong quan tài thủy tinh chính là một tà tu chưa chết, mà Lý Lương Sơn chính là người bị nàng ta luyện hóa thành ma nô. Nghĩ như vậy, Lý Lương Sơn cũng là một người đáng thương. Ngay cả cơ bản cũng không phải, trên quyển gia thú ghi lại như vậy. Trong lòng lại sợ người phụ nữ trong quan tài thủy tinh này căn bản không có chết. Quả nhiên, còn chưa nói hết nắp quan tài liền đột nhiên nổ tung. Sợ tới mức Dương Bách Xuyên liên tục lùi về phía sau. Trong nháy mắt âm sát khí mạnh mẽ liền lan đến trên người Dương Bách Xuyên. Thân thể không tự chủ được mà bị đánh văng ra vào vách tường. Giờ phút này Dương Bách Xuyên bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía, vừa mới giải quyết một quái vật ma hóa Lý Lương Sơn xong, bây giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại hơn. Vừa muốn gọi lão già thì cũng không nghĩ tới, đột nhiên người phụ nữ trong quan tài thủy tinh đứng thẳng lên. Dùng ánh mắt rất quỷ dị nhìn anh một cái, ngay lập tức toàn thân bốc lên âm sát khí dày đặc hóa thành một cỗ khí lưu đi thẳng ra ngoài cửa.
Vậy mà lại trơ mắt nhìn người phụ nữ này không có tấn công chính mình, ngược lại hóa thành âm sát bay đi, Dương Bách Xuyên ngây người. Vài giây sau, anh lấy lại tinh thần và hỏi sư phụ, ông già, đây là tình huống gì? Vi sư nghĩ đến chỉ có một loại khả năng, chúng ta xuất hiện cắt đứt chuyện tu luyện tà công của nàng ta, lúc này có lẽ. Trạng thái của nàng không được vững vàng, cho nên chạy trốn là lối thoát duy nhất, dù sao trong mắt nàng còn có thể chém giết ma nô của nàng đã cho thấy được rõ tu vi không yếu, tà công của nàng không có đại thành, nên không dám mạo hiểm động thủ là bình thường, nhưng mà, từ hôm nay trở đi, con phải cẩn thận, tu sĩ quỷ đạo này, vô cùng ghi thù, nàng ta chắc chắn sẽ đến tìm con gây phiền toái. Nghe sư phụ nói xong cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng an tâm. Đứng dậy suy nghĩ một lúc vẫn nhanh chóng đi xem tình huống của ngôi mộ, chạy trốn một nữ tà tu tà khí lẫm liệt, trong biệt thự chính là còn có thân nhân bằng hữu tồn tại, những người đó tu vi chính là không sánh bằng nữ nhân này. Chờ một chút đi vào trong quan tài thủy tinh xem một chút giọng nói của sư phụ vang lên. Dương Bách Xuyên sửng sốt, vẫn đi tới trước quan tài thủy tinh xem xét. Trong tầm mắt thấy bên trong quan tài thủy tinh có một quyển sách được buộc chỉ, trừ cái đó ra không có bất cứ thứ gì khác. Cầm lên nhìn thấy chữ phồn thể phía trên là Đại Pháp Khôi Lỗi. Đây là tà công mà sư phụ nói. Nhưng mà cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, tiện tay ném vào không gian bình càn khôn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Vài phút sau xuất hiện ở hầm rượu, Hầu Đậu Đậu vẫn đang ngủ say trong trạng thái tiến hóa như trước, Dương Bách Xuyên không quấy rầy. Đi vào hầm rượu, bên ngoài ba người Kiều Phúc đều ở đây, vừa nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Kiều Phúc liền nói, tiên sinh vừa rồi tôi cảm giác được một cỗ khí tức cường giả đồng loại lao ra khỏi biệt thự. Có ai bị thương không? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi hắn. Không có, không có khí tức trực tiếp xông ra khỏi biệt thự. Trái tim Kiều Phúc đập hơi nhanh. Tiên sinh có phải là Mộ Thất hay không? Ngô Mặc Hạ hỏi. Dương Bách Xuyên gật đầu không nói thêm nữa. Trong lòng lại nói thầm, đâu phải là đồng loại của các ngươi, mà là một người phụ nữ có tà khí chạy trốn, khiến cho người khác không phân biệt được đâu là người là quỷ. Nếu như bảo người phụ nữ kia thật sự là quỷ đi, nhưng mà cô ta lại có thân thể, nói không phải quỷ, vậy mà lại đi tu luyện tà công quỷ đạo, đều không phải là vật tầm thường. Ít nhất có lẽ là tương đương với một tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên có hơi lo lắng. Một kẻ thù lớn như vậy đã chạy trốn thì không phải là chuyện tốt. Sau khi đi lên biệt thự, nhìn thấy hai chị em nhà họ Lục và Khâu Vân đều ở đây, liếc mắt một cái, trong mấy người chỉ có thần sắc của Lục Tuyết Hy không bình thường. Sau khi Dương Bách Xuyên chào hỏi, gọi cô ta đến phòng sách. Vừa bước vào, cô ta nói, chủ nhân có chuyện gì sao? Nghe cô ta hỏi, Dương Bách Xuyên liền biết trong mọi người Lục Tuyết Hy cảm giác được, cảnh giới của cô ta rất cao. Đương nhiên là sẽ nhạy cảm hơn so với những người khác. Gật đầu, Dương Bách Xuyên nói chuyện về Mộ Thất dưới lòng đất nói cho cô ta một lần, dặn dò, mấy ngày nay cô nên cảnh giác thêm một chút, tôi sợ người phụ nữ chạy trốn kia sẽ quay về trả thù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ nhân yên tâm chị em chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Lần này người nói chuyện là em gái Lục Vũ Thư. Hai chị em dùng chung một thân thể, ngoại trừ Dương Bách Xuyên thì những người khác thật sự là không phân biệt được. Vất vả cho các cô rồi. Vừa mới nói xong, điện thoại di động của Dương Bách Xuyên vang lên. Cầm lấy điện thoại nhìn lên là một dãy số xa lạ, tiện tay nhận lấy, trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc. Dương Bách Xuyên có trí nhớ hơn người vừa nghe đã nhận ra đó là phó đàm chủ thần Long Đàm Khác ở Yên Kinh Ngô Nam. Dương tiên sinh, tôi không quấy rầy cậu chứ? Không có, Ngô Đàm chủ có việc cứ việc nói. Là như vậy, lần trước người bảo ta chuẩn bị linh dược giờ đã chuẩn bị xong, ta nghe nói tiên sinh từ Nam Quốc trở về liền muốn thông báo cho tiên sinh, nhưng gần đây đang chuẩn bị đại hội võ cổ, mới đẩy đến hôm nay. Gọi điện thoại cho tiên sinh, thứ nhất là muốn mời tiên sinh luyện đan, thứ hai chính thức mời tiên sinh đến Thần Long Đàm tham gia đại hội võ cổ giả. Ta biết được tiên sinh thành lập vân môn, nhưng vân môn ở giới võ cổ chưa có sự đồng thuận, nếu tiên sinh có thể đến tham gia đại hội võ cổ, vừa lúc có thể thành lập căn cơ của vân môn ở giới võ cổ, sau này có thể đạt được tư cách ấy tài nguyên vân vân. Trong điện thoại Ngô Nam giới thiệu rất chi tiết cho Dương Bách Xuyên về chỗ tốt của đại hội võ cổ,
dù sao cũng là mời Dương Bách Xuyên đến tham gia đại hội võ cổ. Dù sao trên danh nghĩa hiện tại Dương Bách Xuyên cũng là thành viên của Thần Long Đàm. Mục đích Ngô Nam chủ yếu muốn Dương Bách Xuyên đến Thần Long Đàm đóng quân để luyện đan, cùng với lại tốt cho việc đặt nền móng tại đại hội võ cổ. Được, hai ngày sau tôi sẽ đi tới Thần Long Đàm. Dương Bách Xuyên đồng ý, có rất nhiều chỗ tốt, đối với phát triển của Vân Môn là một cơ hội tốt, Dương Bách Xuyên sẽ không bỏ qua. Đại hội võ cổ ở Thần Long Đàm, tổng bộ Thần Long Đàm cũng ở Thần Long Giá, địa điểm không xung đột. Bốn ngày sau bắt đầu đại hội võ cổ, Ngô Nam bảo Dương Bách Xuyên đi qua sớm một chút, đương nhiên là muốn để Dương Bách Xuyên hỗ trợ luyện đan. Mà đối với Dương Bách Xuyên mà nói trợ giúp Thần Long Đàm luyện đan là chuyện đôi bên cùng có lợi, nói tới đại hội võ cổ, trước kia vào lúc không có tông môn cổ xưa xuất hiện, tổ chức Thần Long Đàm là tổ chức dẫn đầu. Bởi vì Thần Long Đàm đại diện cho Trung Quốc. Lần này tông môn cổ xưa có người xuất sơn, trong điện thoại giọng điệu Ngô Nam nói dường như cũng có hơi lo lắng, nếu có Dương Bách Xuyên luyện chế đan tiểu bồi nguyên, có lẽ có thể gia tăng một phần sức mạnh của Thần Long Đàm. Từ trong cuộc trò chuyện đơn giản, Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được, hình như thế lực của Thần Long Đàm cũng rất đau đầu đối với thế lực tông môn cổ xưa. Mà đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đi tham gia đại hội võ cổ giả đã sớm có tính toán, con đường tu vi của anh bắt đầu muộn, thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm, thậm chí gia tộc võ cổ cũng không bằng, bọn họ cũng chỉ là tu chân giả bước vào nửa đường tu chân mà thôi. Cộng thêm tổ chức Vân Môn mới thành lập. Anh chắc chắn phải cho Vân Môn có một cơ hội đứng vững gót chân. Mà ở đại hội võ cổ, sẽ là đại hội hướng tới toàn bộ giới võ cổ, đối mặt với cả thế giới, đi đại hội võ cổ là để cho danh tiếng của tông môn càng dễ được biết đến. Rất nhiều gia tộc bé vì muốn tham dự vào đại hội võ cổ, đều phải dựa vào các danh tiếng của các đại gia tộc, chính là vì muốn lăn lộn tạo nên địa vị cho thân phận. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, Vân Môn của anh đương nhiên không thể so sánh với các thế lực võ cổ, nhưng muốn lăn lộn ở giới võ cổ, chắc chắn phải xuất hiện tại đại hội võ cổ. Ít nhất có thể mở rộng kiến thức. Huống chi dựa theo cách nói của Ngô Nam, tài nguyên của giới võ cổ sẽ được chia sẻ phúc lợi cùng nhau, đều bị các đại gia tộc nắm trong tay, chỉ có tên hoặc là vượt qua một thế lực trong đó, mới có tư cách đi tranh đoạt những tài nguyên này. Tuy rằng Dương Bách Xuyên không có nói qua với người của Vân Môn, nhưng anh có ý chí mạnh mẽ đối với Vân Môn, có thể dùng 8 chữ hình dung trong lòng mãnh hổ ngửi tường vi. Nếu đã thành lập Vân Môn, thì không thể để người khác chê cười bôi nhọ được. Đó không phải là tính cách của anh, cũng không phù hợp với sự cường đại của truyền thừa tu chân giả. Chẳng lẽ con đường truyền thừa tu chân, còn không sánh bằng thế lực võ giả cổ? Cho nên đại hội võ cổ anh bắt buộc phải đi. Trong lòng trầm tư nửa ngày, vừa quay đầu lại phát hiện Lục Tuyết Hy còn ở trong phòng, liền nói với cô ta, thông báo tiếp, hai ngày sau tất cả đệ tử Vân Môn đều đi tham gia đại hội võ cổ tại Thần Long Giá. Cô chủ và độc cô vô tình có cần đi không? Lục Tuyết Hy hỏi. Cô chủ trong miệng cô ta đương nhiên chính là Dương San San. Dương Bách Xuyên nghĩ lại, em gái còn đang đi học, độc cô vô tình lại bảo vệ bà nội ở quê nhà, hai người này tạm thời không cần. Hai người cô ấy không cần, những người khác cô đi xem một chút, nếu như không có chuyện quan trọng đều phải đi theo, xem như đi mở rộng kiến thức, trong tương lai thứ mà chúng ta phải đối mặt không chỉ là giới cổ võ, cho dù không có nhãn giới thì sẽ chịu thiệt. Được, tôi sẽ sắp xếp, chờ sau khi Lục Tuyết Hy đi, Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho Triệu Nam, hiện tại Triệu Nam vẫn làm việc ở công ty đấu giá. Chuẩn bị mang mấy dương châu báu được lấy từ mộ thất dưới lòng đất, để cho cô ấy bán đấu giá. Dù sao đối với anh mà nói để ở trong không gian bình càn khôn chỉ có chiếm diện tích. Sau khi điện thoại gọi, Triệu Nam ở công ty, Dương Bách Xuyên trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi lên xe, anh lấy 6 cái dương từ không gian bình càn khôn ra bỏ vào trong xe. Trong đó có 2 dương là dương rỗng, 1 dương chứa quyển sách bằng gia thú, cái còn lại chứa tranh chữ mục nát, trực tiếp đốt cuộn gia thú và tranh chữ mục nát. Dù sao 2 cái dương giống cũng đáng giá, vì được làm từ tử đàn mộc. Trong 4 cái dương khác chính là kim ngân châu báu thật sự, 1 dương kim nguyên bảo, 1 dương trang sức chân bảo, 1 dương ngọc khí, 1 dương là đồ sứ, đều là hàng thượng đẳng, ước tính có thể bán được không ít tiền. Đến tòa nhà đấu giá Triệu Thị, từ xa Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy một người quen, Triệu Vũ Linh.
Nhìn thấy xe của Dương Bách Xuyên dừng lại, Triệu Vũ Linh chạy tới mang theo khuôn mặt tươi cười liền hô, em rể, em muốn giết anh sao? Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh ta cùng với cách nói chuyện, da gà cả người đều nổi lên. Cút, tôi không có hứng thú với anh. À hát, em rể hiểu nhầm, ý của ta là không gặp em trong nhiều ngày nên nhớ nhung a. Thằng nhóc nhà cậu nhớ đan dược của tôi đúng không? Khụ khụ, bị một câu của Dương Bách Xuyên nói ra tâm tư, sắc mặt Triệu Vũ Linh đỏ ho khụ che giấu xấu hổ, nhưng mà anh ta thật sự nhớ thương đan dược của Dương Bách Xuyên. Lần trước anh ta chiếm được một viên đan dược ở nhà họ Triệu làm cho nội lực của anh ta tăng lên ám kình tầng 7 đỉnh phong, nhưng ở trong giới uy phong một phen, trong lòng nghĩ đang tìm Dương Bách Xuyên muốn một viên để có thể đột phá đến ám kình tầng 8. Sao vậy em rể, anh tận tâm tận lực bảo vệ an toàn của vợ cậu, 24 giờ như hình với bóng không lúc nào rời khỏi cô ấy. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Dương Bách Xuyên liền trừng lên. Triệu Vũ Linh biết nói sai liền dừng lại. Bảo vệ 24 giờ như hình với bóng, chẳng phải là nói ngủ đều đi theo sao? Nghĩ tới đây vội vàng giải thích, ý tôi là, Nam Nam đi làm tôi mới đi làm bảo vệ cô ấy. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, biết tâm tư của tên nhóc Triệu Vũ Linh này, không có trêu chọc anh ta, ném chìa khóa xe ném cho anh ta nói, trên xe có 6 cái dương, giúp tôi mang lên, biểu hiện tốt, cho tên nhóc cậu một viên đan dược. À, được được, không thành vấn đề. Em rể ngài có thể yên tâm, ta tự mình dọn lên. Nhận được lời hứa một viên đan dược của Dương Bách Xuyên, Triệu Vũ Linh vui mừng, vội vàng đồng ý. Dương Bách Xuyên trực tiếp lên lầu đến văn phòng Triệu Nam, sau khi gõ cửa, thư ký Ngải Diệp đến mở cửa, nhìn thấy Dương Bách Xuyên bĩu môi nói, quản lý Dương, đã lâu không gặp. Thư ký Ngải, đã lâu không gặp. Dương Bách Xuyên có hơi xấu hổ, giám đốc bộ phận giám định này của anh theo lý lẽ chưa từng đi làm bình thường. Sau khi đi theo Ngải Diệp đi vào, cô nói, bây giờ cậu nghỉ ngơi chờ một chút, Triệu Tổng đang gặp khách hàng. Trong lúc nói chuyện rót cho Dương Bách Xuyên một chén trà sau đó liền lắc eo thon đi ra ngoài, không biết vì sao khi Dương Bách Xuyên nhìn bóng lưng Ngải Diệp rời đi, trong lòng nhất thời có một cỗ nóng rực. Lúc này trước kia chưa từng có, cẩn thận ngẫm lại, loại cảm giác này hình như là từ sau khi xong tu cùng Độc Cô Vô Tình mới bắt đầu có. Có lẽ là có liên quan đến việc tu luyện bí pháp song tu, vừa muốn hỏi sư phụ trong đầu xem đây có phải là di chứng hay không, Triệu Vũ Linh khiêng 3 cái dương tiến vào, phía sau anh còn có 2 bảo vệ khiêng 3 cái dương khác. Em rể để dương ở đâu? Đặt ở bên cạnh đi. Sau khi để Triệu Vũ Linh bỏ dương xuống, Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra một viên đan tiểu bồi nguyên ném cho anh ta nói, nhớ kỹ khi tôi không ở đây giúp tôi bảo vệ an toàn cho Nam Nam. Sẽ không để cậu thiệt thòi. Em dễ yên tâm, không phải Nam Nam cũng là em gái của tôi sao, cho dù tôi có việc, cũng chắc chắn sẽ không để cho cô ấy có chuyện gì. Triệu Vũ Linh lấy được đan dược mà vui vẻ, hận không thể thề đánh cuộc với Dương Bách Xuyên, anh ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của Triệu Nam. Được rồi, cậu đi đi. Dương Bách Xuyên đối với ánh mắt nóng bỏng của Triệu Vũ Linh rất không quen. Chờ sau khi Triệu Vũ Linh rời đi, Triệu Nam cũng từ văn phòng đi ra, tiễn khách khứa, nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngồi ở khu nghỉ ngơi, khuôn mặt có hơi mệt mỏi lộ ra tươi cười đi tới. Cái gì mà thần thần bí bí còn muốn tự mình đưa tới đây? Triệu Nam ngồi xuống hỏi. Dương Bách Xuyên đứng dậy rót cho cô ấy một chén trà, sau đó đặt hai tay trên vai Triệu Nam, xoa bả vai thả lỏng cho cô ấy, dưới chân khí vận chuyển trợ giúp Triệu Nam giải trừ mệt mỏi nói. Mấy dương vàng bạc tài bảo, em xem có thể bán đấu giá. Triệu Nam nghe vậy đi qua nhìn, chờ mở to hai mắt nói, đây là hộp gỗ tử đàn à. Trong lúc nói chuyện tiện tay mở ra một cái dương, bên trong là một dương kim nguyên bảo. Cô ấy nhìn kim nguyên bảo lấp lánh, sau khi mở hết dương dưới thân ra, vẻ mặt kinh ngạc nói, anh trộm mộ hay là cướp bóc vậy? Dương Bách Xuyên suýt chút nữa bị sặc chết. Khụ khụ, anh có khả năng làm chuyện phạm pháp như vậy sao? Yên tâm, đều là chính đáng. Ngoài miệng thì giải thích, nhưng trong lòng đổ mồ hôi, thật sự là trộm mộ lấy được, nhưng mà chủ nhân mộ lại là tu chân chi sĩ. Nhiều tiền như vậy giá trị không nhỏ à, em có đề nghị có thể nói hay không? Triệu Nam hỏi. Em là vợ anh, có cái gì trực tiếp nói là được. Với số tiền này để làm những việc tốt. Thành lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những đứa trẻ không được đi học ở vùng núi xa xôi, và những người già cô đơn cần giúp đỡ,
anh nghĩ sao? Gần đây em đang chuẩn bị một buổi đấu giá quy mô lớn, tối hôm qua sau đó đã kiếm đủ 10 tỷ, hoàn thành ước định với gia tộc, sau đó sẽ đi khắp nơi, nói cho anh biết chuyện em muốn làm nhất, thật ra là đi một vùng núi nào đó để dạy học, đi trợ giúp những đứa nhỏ vùng núi không có điều kiện giáo dục tốt kia. Nếu như có thể thành lập một quỹ từ thiện, em có thể làm rất nhiều việc, chờ lần đấu giá này hoàn thành em sẽ rút khỏi sinh ý gia tộc, làm chuyện mình muốn làm. Ha ha, không hổ là vợ anh, tư tưởng giác ngộ thật sự không giống nhau, quỹ từ thiện anh ủng hộ, vậy thì dùng số tiền này, chủ ý này không tệ, thật ra anh cũng muốn làm việc thiện. Hai người trò chuyện một hồi, thư ký Ngải Diệp đi vào thông báo Triệu Nam họp. Dương Bách Xuyên nói, anh đi đi, tôi chờ anh tan tầm cùng nhau ăn cơm. Dù sao cũng đã hơn 4 giờ chiều, Dương Bách Xuyên ngồi ở phòng làm việc của Triệu Nam chờ. Đợi đến hơn 5 giờ, còn chưa thấy Triệu Nam quay về, trong lúc nhàm chán Dương Bách Xuyên mở TV ra, trên TV đang phát một tin tức trực tiếp. Là một tin tức bắt cóc cảnh sát, mới đầu Dương Bách Xuyên không để ý, nhưng về sau định chuyển kênh, thì Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong hình ảnh là một tên cướp ở trong tòa nhà bỏ hoang, dùng súng chống vào một nữ cảnh sát. Mà nữ cảnh sát này không phải người khác chính là Ninh Kha đã lâu không gặp. Nhìn đến đây, Dương Bách Xuyên đột nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra. Đối với Ninh Kha, từ lần sau khi cô ta hiểu lầm Dương Bách Xuyên với Độc Cô Vô Tình, rút súng hướng về anh có hơi tức giận, nhưng có lúc nghĩ lại, cũng không có gì. Bởi vì anh biết Ninh Kha sẽ không nổ súng với anh, đó là tính tình nhất thời của cô ta. Mặc kệ nói như thế nào thì Ninh Kha cũng là người phụ nữ của anh. Dương Bách Xuyên đã hứa hẹn qua đối với cô ta, không phụ lòng, đây không phải là nói đùa, lúc trước nhìn cô ta rời đi cũng không có đuổi theo giải thích. Thứ nhất là Dương Bách Xuyên tức giận với sự ngang ngược rút súng của Ninh Kha, thứ hai là lúc ấy anh trêu chọc sát thủ Sương Hoa, trong lòng để cô ta rời đi cũng tốt, có thể tránh được liên lụy. Về sau anh đi tìm Ninh Kha, lại vướng đi công tác, sau đó liền mất đi liên lạc, Dương Bách Xuyên cũng bận rộn đến bây giờ. Hôm nay vào lúc thấy tin tức cô ta bị bắt cóc, sao Dương Bách Xuyên có thể bình tĩnh được? Suy nghĩ đầu tiên là đi cứu cô ta. Cũng không kịp chào hỏi Triệu Nam. Khi Dương Bách Xuyên đi ra khỏi cửa, vừa lúc Triệu Nam họp xong hội nghị đi ra, chỉ là thấy được bóng lưng Dương Bách Xuyên vội vàng rời đi, cô ấy cho rằng có chuyện gì xảy ra. Trở lại văn phòng gọi điện thoại cho Dương Bách Xuyên, cũng không có kết nối, lúc này trên TV vẫn phát tin Ninh Kha bị bắt cóc. Triệu Nam nhìn màn hình đột nhiên có hơi hiểu. Bởi vì cô ấy hiểu rõ Dương Bách Xuyên, cũng đã gặp mặt Ninh Kha lần trước. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, anh đến cứu cô ta, phải không? Nếu một ngày nào đó cô bị bắt cóc, có nguy hiểm đến tính mạng, anh sẽ sốt ruột như vậy sao? Anh sẽ lo lắng, anh sẽ cứu cô chứ? Ngồi trên sofa, Triệu Nam nhìn chằm chằm tin tức, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Nếu như nói cô ấy không thèm để ý Dương Bách Xuyên có người phụ nữ khác, đó là nói dối, ngược lại thì người phụ nữ kia sẽ vui vẻ chứ. Cho nên giờ phút này Triệu Nam nhìn chằm chằm Ninh Kha trong tin tức trong lòng rất mâu thuẫn, cũng có một chút ghen tị khó hiểu. Mặt khác cũng lo lắng cho sự an toàn của Dương Bách Xuyên, nhưng cô ấy biết loại chuyện này cô ấy không giúp được gì, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng anh có thể giải cứu cô ta bình an. Có lẽ mình cần phải đi ra ngoài để giải sầu, Triệu Nam lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên biết nhà xưởng phế liệu trong tin tức, ở ngoại ô. Tốc độ xe chạy qua đường, chọc chửi rủa liên tục, nhưng anh chỉ có thể nói xin lỗi ở trong lòng, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến cách an ủi Ninh Kha. Không đến nửa giờ Dương Bách Xuyên đã đến được chỗ đến, từ xa liền thấy có cảnh sát đang phong tỏa cảnh giới, anh để xe ở bên cạnh. Nhìn nhà xưởng 9 tầng kia, đi đường vòng sau lưng. Trong tin tức Ninh Kha bị bắt cóc ở tầng thứ 8, căn cứ theo tin tức thông báo mà nói, có cướp chạy trốn đến Cố Đô, sau khi bị cảnh sát Cố Đô phát hiện, Ninh Kha thay thế con tin thế chấp chính mình cho tên cướp, tổng cộng có 3 tên cướp. Hơn nữa có phải hạng người đơn giản hay không, trong tay có súng ống, từ vị trí ẩn náu xem ra, trong đó còn có người biết phản trinh sát, cho nên bây giờ cảnh sát đang đàm phán với bọn họ. Chỉnh đốn tòa nhà đều bị cảnh sát bố trí thiên la địa võng, Dương Bách Xuyên muốn lên trên lầu phải có sự đồng ý của cảnh sát. Vốn là muốn đi từ phía sau lên, nhưng vẫn có cảnh sát canh gác.
Từ trong tivi Dương Bách Xuyên nhìn ra được, dường như trong bọn cướp có võ giả cổ, bởi vì từ trong hình ảnh anh nhìn thấy được khớp xương của tên cướp cầm súng về phía Ninh Kha vô cùng tráng kiện, đây là đặc điểm của người luyện võ điển hình. Cho nên anh không dám trì hoãn, sợ Ninh Kha sẽ bị thương. Đối với tội phạm võ giả cổ không thể so sánh với tội phạm bình thường, đàm phán đối với bọn họ có lẽ sẽ không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa đối phương cũng không có điều kiện như vậy, muốn để cho cảnh sát rút lui, nhưng chuyện này không có khả năng. Sau khi đi một vòng, Dương Bách Xuyên vẫn chuẩn bị đi tìm cảnh sát thử xem, có thể để cho anh lên lầu cứu người hay không. Không phải là anh không có lòng tin đối với cảnh sát, mà là anh biết trong bọn cướp có võ giả cổ, việc này không thể xem nhẹ, người bình thường cũng đã rất khó đối phó. Từ phía sau tòa nhà vòng trở lại phía trước, từ xa đã bị một cảnh sát chặn lại nói, ở đây đang làm nhiệm vụ cấm đến gần, đi nhanh. Dương Bách Xuyên không dừng lại, vừa đi liền nói, đồng chí cảnh sát tôi. Anh vừa muốn nói anh là bạn bè của Ninh Kha, còn chưa nói hết, tên cảnh sát này liền rút súng hô to, đứng lại không được nhúc nhích, nếu anh đi về phía trước tôi sẽ nổ súng. Trong mắt cảnh sát lúc này có thể chạy tới vùng hoang dã, chắc chắn không phải người bình thường. Huống chi sau khi cảnh cáo Dương Bách Xuyên còn đi về phía trước, nhớ đâu anh là tội phạm thì sao? Dù sao tòa nhà bỏ hoang này đã có ba tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm bắt cóc một cảnh sát, ai biết ba tên tội phạm còn có đồng bọn hay không? Coi Dương Bách Xuyên là cướp là chuyện rất bình thường. Đối mặt với cảnh sát rút súng trong lòng Dương Bách Xuyên rất buồn bực. Buồn bực quá. Phải giơ tay lên. Ngồi xổm xuống. Trong tiếng quát lớn của tên cảnh sát này, Dương Bách Xuyên chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Tôi thật sự là tới cứu người, Dương Bách Xuyên buồn bực nói trong miệng. Ít nói nhảm, ngồi xổm xuống, cậu là ai, chúng ta sẽ chậm rãi xác minh, còn cứu người. Người của chúng tôi nhiều như vậy chả lẽ lại không có cách nào hay sao? Tên cảnh sát này trợn trắng mắt với Dương Bách Xuyên. Lúc này một tên cảnh sát trung niên đi tới nói, tiểu vương người này là ai? Cục trưởng Cao người này có ý đồ tới gần khu phong tỏa, dáng vẻ rất khả nghi. Dương Bách Xuyên nghe được giọng nói có hơi quen thuộc, quay đầu nhìn, thì ra là người quen, lần trước về quê, bị bắt cóc cùng với Ninh Kha, người cuối cùng chạy tới trợ giúp Ninh Kha là người này. Hình như gọi là Cao Văn Thái. Cục trưởng Cục Cố Đô, cũng là cấp trên trực tiếp của Ninh Kha, lần trước cứu Ninh Kha, bắt được hai tên cướp, Cao Văn Thái còn đặc biệt cảm ơn anh. Hai bên lưu lại số điện thoại nói muốn cùng nhau ăn cơm. Kết quả là lúc đấy Dương Bách Xuyên cũng chưa gặp mặt ông ta, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt. Anh vội vàng kêu lên, cục trưởng Cao là tôi, chúng ta đã gặp qua, tôi là bạn của Ninh Kha tên Dương Bách Xuyên. Cao Văn Thái đã được thăng chức lên làm ở tỉnh, hôm nay trong lòng vô cùng không tốt, Ninh Kha là người có bối cảnh lớn, hơn nữa ông ta còn là thuộc hạ của cô ta, cũng không để cho ông ta bớt lo. Hôm nay mấy ngày trước nhận được số liệu thống kê của cấp trên, tội phạm truy nã AAA chạy trốn đến Cố Đô, Ninh Kha lặng lẽ truy xét, kết quả điều tra được, nhưng lại bị bọn cướp bức bách, bắt cóc một gia đình, cô ta liền yêu cầu đổi con tin. Kết quả là cô ta cũng bị bắt vào, nghĩ lại thì với bối cảnh của Ninh Kha, Cao Văn Thái liền đau đầu muốn nứt ra, nếu Ninh Kha có bị làm sao thì ông ta khó có thể thoát tội. Chỉ có thể đàm phán vấn đề thả người với bọn cướp. Nhưng bọn chúng căn bản không để ý. Hiện tại đang giằng co, hơn nữa còn bị đài truyền hình biết được, điều này làm cho ông ta giống như Alexander, nghe được bên này tiểu vương giống giận, không nhịn được mà đến xem, cũng không dám xảy ra chuyện gì nữa. Quả thật không nghĩ tới người có khả năng bị tiểu vương cầm súng chĩa vào mà lại biết ông ta. Nhìn kỹ thì có hơi quen mặt, chỉ là trong đầu không có nhớ ra. Cậu là... Cao Văn Thái nhìn Dương Bách Xuyên nghi ngờ hỏi. Dương Bách Xuyên biết ông ta có thể đã quên, suy nghĩ một chút nói, hơn 4 tháng trước núi Tần Lĩnh tiếp cận thôn Ba Thục, tôi cùng Ninh Kha chế phục hai tên cướp, cục trưởng Cao còn nhớ rõ không? Nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, Cao Văn Thái đột nhiên nhớ tới. À cậu là Dương Bách Xuyên? Đúng đúng đúng, chính là tôi. Tiểu vương thu súng lại. Vị Dương tiên sinh này không phải người khác là bạn bè của Ninh Kha. Dương Bách Xuyên lúc này mới đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu vương một cái, nếu như cậu ta không phải là cảnh sát, thì chắc chắn anh sẽ đập một cái tát, với tu vi hiện tại của anh,
người bình thường cầm súng, thật sự là không sợ. Cục trưởng Cao, tôi muốn đi lên cứu người. Dương Bách Xuyên không nói nhảm trực tiếp nói với Cao Văn Thái. Chuyện này thì không được, cậu là bạn bè của Ninh Kha, tôi biết cậu sốt ruột, nhưng hôm nay ba tên cướp không phải người thường, cũng không thể để cậu mạo hiểm. Hơn nữa còn có một nhà ba người làm con tin, không xảy ra chuyện, cậu yên tâm, tôi đã để cho đặc cảnh chạy tới, chắc chắn có thể cứu Ninh Kha. Cao Văn Thái nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên sốt ruột, cũng không thể dùng vũ lực với Cao Văn Thái được. Nhưng mà trong lòng vừa nghĩ, đột nhiên anh nghĩ đến trên người mình còn có giấy tờ đặc quyền A, đây chính là quân đội thiếu tướng quân của biện pháp thần Long Đàm. Thầm mắng bản thân lại quên mất giấy tờ này. Đưa tay vào trong túi lấy giấy tờ tùy thân từ không gian bình càn khôn ra, đưa cho Cao Văn Thái nói, hiện tại có thể đi vào được không? Cao Văn Thái trong nghi ngờ tiếp nhận giấy tờ Dương Bách Xuyên đưa tới, mở ra nhìn khiến cả người chấn động, ám hiệu độc đáo trên giấy tờ tùy thân vân vân. Là quốc gia thống nhất, cái này làm không được giả. Lúc này làm một cái kính lễ về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết ông ta sẽ tin, ngăn ông ta lại rồi nói, tôi muốn hỏi ông hiện tại tôi có thể đi lên được hay không? Có năng lực, ngài đương nhiên có thể đi. Lời còn chưa nói hết, Dương Bách Xuyên đã xông qua khu vực cấm. Mấy tên cảnh sát phía trước hai mặt nhìn nhau, nhưng Cao Văn Thái phất tay liền yên tâm. Chờ Dương Bách Xuyên rời đi, Tiểu Vương đứng ở một bên không hiểu vì sao hỏi, cục trưởng anh ta là ai vậy? Có chuyện gì với anh ta vậy? Một người thần bí A, Cao Văn Thái cảm thán, trong lòng vẫn khiếp sợ nhìn giấy tờ của Dương Bách Xuyên, đó là giấy tờ của bộ phận thần bí cao cấp nhất Trung Quốc, ông ta cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Có giấy thông hành nên không ai ngăn cản, Dương Bách Xuyên nhanh chóng bước vào tòa nhà. Toàn bộ tòa nhà có hai cái cầu thang. Sau khi lên tầng 6, Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra để kiểm tra, anh đoán sẽ có người canh giữ ở đầu cầu thang. Quả nhiên có người, một người đàn ông hơn 30 tuổi cầm súng đứng bên hành lang. Hai bên cầu thang đều có bọn cướp canh gác, không thể đi cầu thang được, Dương Bách Xuyên chỉ có thể nghĩ cách khác. Anh đi đến trước hố thang máy, nơi này không có ai canh gác, không có bất kỳ thiết bị nào, những người bình thường không thể đi lên nếu không có thiết bị trợ giúp. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì chẳng có gì đáng ngại, 10 ngón tay vận khí có thể đâm vào trong đất, nhanh chóng leo lên tầng thứ 8 như người nhện. Linh thức phát hiện Ninh Kha bị còng tay ngồi xổm gần cửa sổ, mấu chốt là cô ta có bom, ở phía bên kia là một đôi vợ chồng trẻ dẫn theo một cô bé tầm 8-9 tuổi, cũng bị cột bom. Còn ba tên cướp kia, hai tên đứng gác ở cầu thang, một tên trông coi con tin. Nhìn bề ngoài ba tên cướp có vẻ đều là thanh niên hơn 20 tuổi, trong hơi thở cảm nhận được một tên trong số đó là võ cổ giả ám kình tầng 6, hai người còn lại mặc dù là người bình thường tỏa ra sát khí nồng đậm, cho thấy đã từng dính máu. Thấy Ninh Kỳ và một nhà ba người đều có bom, Dương Bách Xuyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bây giờ giá trị vũ lực của anh tăng vọt, nhưng vẫn chưa đủ tự tin chống lại bom, càng không dám lấy mạng Ninh Kỳ và một nhà ba người đánh cược. Chỉ có thể tìm cơ hội ra tay. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ, nếu đưa bé Loli Ngô Mặc Thu theo thì tốt rồi, con bé là quỷ tu, người thường không nhìn thấy được, vậy thì có thể giảm mức nguy hiểm xuống thấp nhất. Bây giờ chỉ có thể chờ cho cơ hội xuất hiện. Trong tầng 8, trong mắt Ninh Kha đầy tuyệt vọng, nghe cuộc trò chuyện của ba tên cướp có thể hiểu đây là một đám liều mạng. Hơn nữa ba tên cướp vốn không phải người Trung Quốc, chỉ là nói tiếng Trung Quốc. Bọn họ là ba là quân nhân Nam Quốc, trong đó có một người còn là võ cổ giả còn mạnh hơn cả cô. Nghĩ đến giá trị vũ lực của mình, Ninh Kha lập tức nhớ đến Dương Bách Xuyên. Cô có thể thăng tiến trong đội cảnh sát là vì nhờ Dương Bách Xuyên dạy cô tu luyện võ cổ. Cũng bởi thế cô mới dám to gan trao đổi con tin với ba tên cướp này, kết quả không ngờ trong đó có một người có giá trị vũ lực cao hơn cô. Trong đầu Ninh Kha đang nhớ đến từng ký ức từ khi quen biết Dương Bách Xuyên, khoảnh khắc cô bị cột bom trên người, cô chỉ nghĩ đến anh. Muốn được gặp anh một lần trước khi chết, lần trước rút súng tức giận bỏ mặc Dương Bách Xuyên, thật ra cô cũng hối hận. Có khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày cô đều nghĩ đến anh, càng muốn quên càng nhớ bóng dáng của anh, trong lòng Ninh Kha đã yêu người kia. Đáng tiếc sự bốc đồng của cô đã phá vỡ tất cả. Có lẽ anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa nhỏ.
Ninh Kha nói thầm trong lòng. Đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cô cảm thấy chua xót trong lòng. Nếu lần này có thể sống sót, phải đi tìm thằng khốn kia rồi nhận lỗi với anh. Đáng tiếc, sợ rằng không sống được. Ba tên cướp nói chuyện, Ninh Kha nghe rõ bọn họ đến đây để gây chuyện, là một đám cướp tam quan vặn vẹo, muốn giết một lần hết 10 người. Biết không thể trốn khỏi Trung Quốc, lập tức chuẩn bị gây ra tai họa, dù sao cũng chỉ có một con đường chết. Đó cuộc trò chuyện của mấy tên kia mà Ninh Kha nghe được. Cả ba đều biết bây giờ cảnh sát đã bao vây không để cho họ rời đi, bây giờ chỉ có thể rằng có để kéo dài thời gian. Chờ cho cảnh sát tấn công mạnh mẽ rồi kích nổ bom kéo thêm vài tấm đệm lưng. Trong lòng Ninh Kha sốt ruột, nhưng miệng bị bịt lại, không nói được cũng không kêu lên được. Chỉ có thể lo lắng trong lòng, bởi vì cô biết rõ còn nửa giờ nữa trên cục sẽ hạ lệnh tấn công, đến lúc đó bọn cướp kích nổ bom sẽ có nhiều người vô tội bị liên lụy. Đúng lúc này, cô bé bên gia đình ba người ở đằng kia bắt đầu khóc. Mẹ ơi, con đói hu hu. Đừng làm ồn, bọn tao giết mày bây giờ. Tên cướp phụ trách trông coi gầm lên với cô bé. Cầu xin anh cho con bé chút đồ ăn, người mẹ ở bên cạnh cầu xin. Bốp. Người mẹ bị tên cướp tát một cái. Chết đến nơi còn muốn ăn, ông đây cũng chưa ăn cơm. Tên cướp hung ác uy hiếp. Hu hu đừng đánh mẹ cháu, lúc này tiếng khóc của cô bé càng lớn hơn. Kéo nó sang bên kia vứt xuống, phiền phức. Lúc này một tên cướp khác nói, hắn ta là võ cổ giả duy nhất trong ba người, cũng là đại ca. Nói chuyện không có một chút nhân tính nào, dường như trong mắt anh ta mọi người chỉ như con chó con mèo. Vừa dứt lời, ba mẹ cô bé thay đổi sắc mặt, đau khổ cầu xin. Ninh Kha cũng nghe thấy, sắc mặt trắng bệch phát ra tiếng ưm, nhưng miệng cô bị bịt lại không nói nên lời, cô biết ba tên cướp này chẳng khác gì xúc sinh, dám xuống tay giết người. Cầu xin vô ích, cô bé bị tên cướp phụ trách trông coi túm lấy, nhìn trái nhìn phải. Dường như cảm thấy hố thang máy là một lựa chọn khá được, định ném cô bé vào hố thang máy. Mà lúc này Dương Bách Xuyên cũng nghe rõ tình hình phía trên, anh mở linh thức ra, sau khi phát hiện tên cướp kia kéo cô bé tới, anh chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào, cũng không được phép chờ đợi. Bây giờ giết tên cướp rồi tính sau. Trong mắt anh, ba tên cướp này là bọn ác nhân. Không phải là người tốt, giết chết bọn chúng là lựa chọn duy nhất. Đám người cặn bã này, ngay cả trẻ con cũng không tha, nói giết là giết, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên nổi sát ý. 10 bước, 3 bước, 1 bước. Sau khi tên cướp xách cô bé đang khóc cách hố thang máy 1 bước, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhảy lên từ hố thang máy, ra tay nhanh như chớp, đưa tay dùng chân khí điểm vào trán hắn ra, lập tức khiến đầu tên kia vỡ nát, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cô bé ngã xuống đất theo tên cướp, lúc này Dương Bách Xuyên ngoảnh lại nhìn cô bé, xoay người chạy về phía tên cướp thứ hai đang canh giữ ba mẹ cô bé. Muốn giết chúng trước khi chúng kịp phản ứng, không cho bọn chúng cơ hội làm hại con tin. Anh gần như dùng hết sức mạnh và tốc độ, tranh thủ thời gian. Nhưng mà khi đi tới bên cạnh tên cướp thứ hai rồi đập vào người hắn ta, tên cướp thứ ba đã kịp phản ứng lại, lúc Dương Bách Xuyên đánh cướp thứ hai. Tên cướp thứ ba đã đi về phía Ninh Kha. Bộp răng rắc. Một chưởng của Dương Bách Xuyên lập tức đập nát lồng ngực tên cướp mạng thứ hai, mất mạng trong nháy mắt. Anh cũng chạy về phía Ninh Kha. Nhưng cuối cùng bởi vì ra tay giết địch mà chậm một bước. Cũng là vì tên cướp thứ ba là võ cổ giả. Đứng lại, tên cướp gầm lên. Dương Bách Xuyên đứng cách đó. Lúc này tên cướp kia nắm lấy vai Ninh Vĩ. Đứng tựa vào cửa sổ, phải biết rằng tòa nhà bỏ hoang chưa xây xong, trước cửa sổ không có rào chắn nào. Dương Bách Xuyên sợ hắn ta đẩy Ninh Kha xuống. Anh nheo mắt lại, nói, buông cô ấy ra, nếu không tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Dương Bách Xuyên xuất hiện trong nháy mắt đã giết hai tên cướp, đến bây giờ cũng chỉ 10 giây ngắn ngủi. Ngay cả Ninh Kha cũng vừa mới phản ứng lại, cô nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, toàn thân chấn động. Nước mắt lập tức rơi xuống, lắc đầu phát ra tiếng ưm. Ninh Kha biết điều khiển từ xa của quả bom nằm trong tay tên cướp này, cô cảm động nhưng càng lo lắng cho Dương Bách Xuyên, lỡ như tên cướp kích nổ bom, đến lúc đó Dương Bách Xuyên cũng chạy không thoát. Dương Bách Xuyên nhìn Ninh Kha, cho cô một ánh mắt an ủi, anh nhìn chằm chằm động tác của tên cướp,
anh cũng sợ tên cướp cướp kích nổ bom. Nói không căng thẳng là giả. Lúc này tên cướp cười âm độc, nói cổ võ giả ở Trung Quốc khá mạnh. Nói đến đây, hắn ta dừng lại một chút rồi nói rõ từng từ một, nhưng, mày có thể mạnh hơn bom không? Cuối cùng tên cướp nói thật nhanh, vươn tay ra. Sau đó cười đều, đột nhiên đẩy Ninh Kha xuống cửa sổ. Cùng lúc đó bấm điều khiển kích nổ quả bom. Dương Bách Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào hành động của tên cướp, khi hắn ta vươn tay anh đã nhìn thấy điều khiển từ xa trong tay hắn ta, anh tuyển linh thức qua, rồi nhào tới ngăn lại. Công lực linh thức bách trận bách thắng không làm anh thất vọng, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên cướp điều khiển từ xa, hơn nữa còn đánh một đòn vào đầu tên cướp này, lập tức khiến đầu hắn ta nổ tung. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên không thể ngờ là tên cướp sẽ đẩy Ninh Kha xuống cửa sổ. Mắt anh đỏ bừng, cầm điều khiển từ xa, sau khi giết chết tên cướp, Dương Bách Xuyên lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, phải cứu được Ninh Kha. Đây là tòa nhà 8 tầng, ít nhất cũng cao 25 mét. Rơi xuống từ độ cao này chắc chắn phải chết, nhưng Dương Bách Xuyên là người tu chân, anh có thể mạo hiểm đặt cược. Nhưng mà Ninh Kha thì không thế được. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã truyền thụ cách tu chân cho cô ấy, nhưng tu vi chỉ mới luyện khí kỳ tầng 1, rơi xuống chỉ có một con đường chết. Vì vậy, Dương Bách Xuyên nhảy xuống cứu Ninh Kha, suy nghĩ của anh rất đơn giản, mình có chân khí hộ thân, có thể chiến đấu một phen, sẽ không bị ngã chết. Anh đột nhiên nhào tới, trong nháy mắt lập tức ôm lấy Ninh Kha rồi cố gắng vận chuyển chân khí, giảm thiểu áp lực rơi xuống. Còn Ninh Kha nước mắt đầy mặt. Nhìn Dương Bách Xuyên, cô phát ra tiếng khóc hu hu. Trong lúc rơi nhanh xuống, Dương Bách Xuyên nhìn cô khẽ nói, đồ ngốc đừng khóc nữa, người đàn ông của em không chết được đâu. Nói xong, Dương Bách Xuyên đột nhiên xoay cơ thể Ninh Kha lại, trong nháy mắt tư thế hai người rơi xuống biến thành Dương Bách Xuyên ở dưới, Ninh Kha ở trên. Sau đó chân khí bao phủ toàn bộ cơ thể, anh đặt cược sức mạnh cơ thể của mình một lần, sẽ không bị ngã chết. Rơi xuống đất rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Dương Bách Xuyên, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng ngất đi, nhìn Ninh Kha không sao, trong lòng anh thả lỏng, cuối cùng mất ý thức. Mà trong nháy mắt Dương Bách Xuyên ôm Ninh Kha rơi xuống, ngoài sân bốn phía kinh sợ, máy quay truyền thông chạy đến đầu tiên, quay cảnh này lại. Cùng lúc đó, Triệu Nam nhìn chằm chằm vào TV trong văn phòng, khi cô nhìn thấy Dương Bách Xuyên rơi xuống lầu, nước mắt đột nhiên chảy miệng. Há hốc miệng, không nói câu nào. Vài chục giây trôi qua, cô hét lên một tiếng chói tai. Thu hút Triệu Vũ Linh ngoài cửa bước vào. Dương Bách Xuyên đã có một giấc mơ rất hư ảo. Thực ra anh cũng không chắc đó có phải là mơ hay không, bởi vì trong mơ anh đã gặp hai người. Người đầu tiên là sư phụ Vân Thiên Tà. Trong hỗn độn mịt mù, sư phụ Vân Thiên Tà giống như lần đầu tiên anh có bình càn khôn. Là dáng vẻ một ông lão râu tóc bạc phơ, mày kiếm mắt sáng. Lúc mở mắt ra, Dương Bách Xuyên đã thấy sư phụ chắp tay đứng trước người anh. Lão già, là người à? Thằng nhóc thối, không phải ta thì còn ai? Ta nói con này thằng nhóc kia, vì một người phụ nữ có đáng không? Với tu vi hiện tại của con, rơi xuống từ độ cao gần 30 mét, nếu chỉ một người cũng được, cùng lắm thì nằm 10 ngày rưỡi thì có thể khôi phục lại. Nhưng thằng nhóc con lại vì một người phụ nữ, trọng lượng hai người ngã xuống, lúc mấu chốt còn làm đệm thịt, ta nên nói con khờ dại hay ngu ngốc đây. Nghe sư phụ chửi rủa, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói, được rồi, lão già, không phải là con chưa chết sao? Hơn nữa đó là người phụ nữ của con, sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy ngã chết chứ? Chưa chết ư, thằng nhóc này, nếu không phải sau đó vi sư nâng con lên thì còn không chết cũng mất một lớp da. Sao ta lại thu nhận đồ đệ lụi bại như con chứ? Kiếp trước đúng là nợ con, vất vả lắm mới giúp bình càn khôn thăng cấp, khôi phục một ít thần hồn lực, thằng nhóc phá nhà con đã lãng phí hơn nửa. Thằng nhóc thúi, ta nói cho con biết, lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn, chờ tương lai con tu chân thành công thì sẽ có tam cung lục viện, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có. Để vi sư làm mai cho con, chờ ngày sau trở lại giới tu chân. Những thánh nữ tiên nữ kia tất cả đều cướp cho con, tất cả đều làm mai vào cửa. Nghe sư phụ lỡ lời, Dương Bách Xuyên thiếu chút nữa bật cười, nói, lão già, có phải đến nay người vẫn là Sử Nam hay không? Vân Thiên Tà đột nhiên bị Dương Bách Xuyên chọc tức,
giận dữ nói, thằng khốn này, sao lại nói thế? Nhớ năm đó trong giới tu chân, vi sư là Vân Thiên Chí Tôn, muốn loại phụ nữ nào mà không có. Nói cho con biết, những báu vật hiếm lạ kia đều dâng lên cho vi sư. Sư phụ con cả đời ngủ với phụ nữ còn nhiều hơn con uống sữa, vi sư cũng không giống con, phụ nữ mà phải theo đuổi à. Còn suýt nữa khiến mình ngã chết ư, làm đồ đệ của ta đúng là khiến ta mất mặt, hừ. Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ nói, anh nói thầm, ai biết người có khoác lác hay không, con nghi ngờ không biết mình có sư nương hay không đấy. Không ngờ vừa nói xong, Vân Thiên Tà lập tức nổi giận, thằng nhóc hỗn láo này, đương nhiên con có sư nương, nhưng cô ấy, bỏ đi, không nói nữa, thằng nhóc con nhanh chóng hồi hồn đi, dùng nước sinh mệnh là có thể hồi phục. Người phụ nữ của con đã gấp lắm rồi, nói thêm nữa vi sư sợ bị con chọc tức chết. Tóm lại nhớ kỹ, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, sau này đừng dễ dàng mạo hiểm, nếu lần này cao hơn một chút thì thằng nhóc con chuẩn bị nằm 1 năm rưỡi đi. Dương Bách Xuyên gật đầu, nhưng ngoài miệng vẫn nói, người phụ nữ của con thì con bảo vệ, đây là lẽ thường tình. Cút Vân Thiên Tà tức giận quát, vung tay áo lên, Dương Bách Xuyên lập tức mất ý thức. Nhưng vào khắc cuối cùng, trong cơ thể anh nghe thấy sư phụ Vân Thiên Tà lẩm bẩm, thằng nhóc này đúng là si tình, nhưng si tình dễ bị tổn thương nhất, có thể gặp lại cô ấy không? Đây là lời cuối cùng của sư phụ, Dương Bách Xuyên nghe thấy câu cuối cùng sư phụ nói, cô ấy có lẽ là sư nương. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên khôi phục lại cảm giác, nghe thấy tiếng khóc. Hu hu, là do em, tất cả là tại em hu hu hu. Dương Bách Xuyên không mở mắt ra. Cũng không cần dùng linh thức quan sát cũng biết là tiếng của Ninh Kha, trong giọng nói của cô tràn ngập tự trách. Nhưng mà trong lòng anh lại yên tâm, Ninh Kha không sao thì tốt rồi, cuối cùng cũng cứu được cô. Được rồi, đừng khóc nữa, cũng không trách cô. Lần này là giọng nói bình thản của Triệu Nam, tỏa ra sự lạnh lùng với Ninh Kha, tuy không lên tiếng trách cứ, nhưng lại không quá thân thiện. Đúng là lúc này trong lòng Triệu Nam, Ninh Kha hại Dương Bách Xuyên. Nhưng mà may mắn anh vẫn bảo toàn mạng sống, kết quả kiểm tra chỉ bị gãy xương vài chỗ. Chị Triệu đừng lo, tiên sinh khác với người bình thường, em vừa kiểm tra qua, cơ thể tiên sinh đang nhanh chóng tự phục hồi, chắc chắn có thể tỉnh lại sớm thôi. Sau đó là tiếng của Lục Tuyết Hy vang lên, khuyên bảo Triệu Nam. Sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Hoan, chị Lục, khi nào anh ấy mới tỉnh lại vậy, đã 1 ngày 1 đêm rồi. Ặc chắc là nhanh thôi, nhịp tim của tiên sinh là rất bình thường. Lục Tuyết Hy nói. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên bước chân rất nhanh, Dương Bách Xuyên lập tức nghe thấy tiếng của Khư Vân vang lên, nghe cô ấy thở hổn hển, nói Triệu Nam, không ổn rồi, không biết San San biết từ đâu, chạy tới bệnh viện rồi. Không phải bảo các cô đừng nói cho San San sao, Triệu Nam trách cứ. Tôi, mấy người chúng tôi đang ở nhà, không nói với con bé. Có lẽ con bé thấy trên TV. Giọng nói của Khư Vân hơi ấm ức. Đối mặt với Triệu Nam là chính cung nương nương, hầu như tất cả mọi người đều không dám chống đối. Còn Dương San San em gái ruột của Dương Bách Xuyên là công chúa trong mắt mọi người càng yêu thương cô bé. Dương Bách Xuyên bị thương sợ cô bé lo lắng nên không nói cho cô bé biết, thậm chí còn để mấy người độc cô ở lại biệt thự không được đến bệnh viện. Đúng lúc này, Dương San San và Lưu Thích Kỳ cùng nhau chạy vào. Anh trai vừa gọi một tiếng cô bé đã nức nở. Ngay sau đó Lưu Thích Kỳ cũng hỏi, nhóc Xuyên sao rồi? San San, các em đừng lo, anh trai em rất tốt, không có gì đáng ngại. Lục Tuyết Hy giải thích. Sao lại không đáng ngại chứ? Em thấy anh ấy rơi từ tòa nhà 8 tầng xuống, ổn thế nào được? Hu hu, anh ơi, anh tỉnh lại đi. Dương San San khóc lên. Lập tức nhìn thấy Ninh Kha, đột nhiên giận dữ nói, đều do cô hại anh trai tôi, cả cố đô đều biết cô là nữ cảnh sát chuyên gây họa nhất, nếu không sao anh trai tôi có thể bị thương chứ. Ninh Kha rơi nước mắt, cô cũng vừa mới biết Dương San San là em gái ruột của Dương Bách Xuyên, bây giờ cô không nói nên lời, lần đầu tiên Ninh Kha cảm thấy có lẽ mình không hợp làm cảnh sát. Dương Bách Xuyên vốn định giả vờ nghe xem mấy người phụ nữ sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ em gái khóc lóc làm loạn như thế, rốt cuộc anh không thể giả vờ được nữa. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là lỗi của Ninh Kha, là chính anh đi cứu Ninh Kha, bởi vì Ninh Kha là người phụ nữ của anh phải có trách nhiệm.
Từ góc độ của cảnh sát, thậm chí Ninh Kha là một cảnh sát rất đơn thuần và tận tâm, đáng tiếc là quá liều mạng. Nghe em gái trách cứ Ninh Kha, Dương Bách Xuyên vội vàng mở hai mắt nói, San San, đừng trách Ninh Kha. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên vừa lấy một giọt nước sinh mệnh từ không gian bình càn khôn ra, lấy tay che lại rồi uống, có nước sinh mệnh, dù vết thương có nặng hơn nữa cũng có thể khôi phục, huống chi ở thời điểm nguy hiểm nhất có sư phụ giúp đỡ một phen, không có vết thương chí mạng. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện, mọi người lập tức nhìn sang. Triệu Nam canh giữ bên giường bệnh, mắt đỏ hồng nói, anh cảm thấy thế nào rồi? Nam Nam yên tâm, anh không sao. Anh trai. Tiên sinh. Nhóc Xuyên. Mọi người đều lên tiếng quan tâm. Trong khoảnh khắc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy cảm giác ấm áp trong tim mình, anh bắt đầu tu chân, làm việc chăm chỉ cho đến nay là vì bọn họ. Thấy sự quan tâm trong mắt mọi người, Dương Bách Xuyên giơ tay lên để bọn họ dừng lại, anh nói, đừng lo, quên tôi là ai à. Tôi là người tu chân, mọi người cũng vậy. Nói thật cho mọi người biết, ngày sau tu vi cường đại, đừng nói rơi xuống từ tầng 8, ngay cả tầng 80 cũng không chết. Tôi truyền thụ cho mọi người công pháp tu chân, vì để ai ai cũng có bản lĩnh của mình, sau này có thể giải quyết mọi khó khăn, bảo vệ đồng môn yếu hơn. Tôi bảo vệ Ninh Kha cũng bởi vì, cô ấy cũng là một phần của xuyên môn chúng ta, có thể nói Ninh Kha là người đầu tiên tu luyện Tử Hà Quyết, sớm hơn tất cả mọi người. Anh vốn muốn nói Ninh Kha là người phụ nữ của anh, nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Dừng một chút, anh tiếp tục nói, hôm nay tôi có thể cứu Ninh Kha, ngày mai bất kỳ người nào trong mọi người gặp nguy hiểm tôi cũng sẽ cứu bởi vì mọi người đều là một phần của xuyên môn. Càng là người thân và bạn bè của tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Hôm nay mọi người đều ở đây, bây giờ tôi lấy thân phận môn chủ xuyên môn tuyên bố Ninh Kha chính thức gia nhập xuyên môn, không được làm trái. Sau khi nói những lời này, Dương Bách Xuyên nhìn Ninh Kha đứng ở phía sau mọi người, ngữ khí vô cùng độc tài. Hôm nay anh đã suy nghĩ rõ, người phụ nữ của Dương Bách Xuyên anh sẽ không bị bỏ rơi. Từ nay về sau cứ độc tài như thế. Không thể bỏ rơi cô, dù xảy ra chuyện gì thì đều lo lắng cho anh chứ không phải người khác. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm giác được khí phách mạnh mẽ trên người Dương Bách Xuyên, bất giác nói tuân lệnh môn chủ. Sau khi sử dụng quyền của môn chủ, Dương Bách Xuyên an ủi mọi người, dù sao anh đã tỉnh lại, mọi người nên yên tâm. Sau đó làm Lưu Thích Kỳ đi làm thủ tục xuất hiện, đuổi mọi người ra khỏi phòng bệnh, dặn dò đừng để người khác đi vào. Mọi người biết Dương Bách Xuyên muốn vận công chữa thương, tất cả đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Dương Bách Xuyên ngồi dậy khoanh chân, nhanh chóng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, anh cảm nhận được sức mạnh sinh cơ cường đại của nước sinh mệnh, vận chuyển mở ra, toàn bộ thân thể đã xảy ra biến hóa, vội vàng vận công. Nói thật từ lúc nước sinh mệnh xuất hiện sau khi hồ càn khôn thăng cấp, anh chưa chân chính sử dụng nó, nếu không phải lần này bị thương nặng. Anh vẫn chưa muốn dùng. Sư phụ nói nước sinh mệnh là thánh dược chữa thương, sau khi Hầu Đậu Đậu bị thương, chỉ với một giọt nước sinh mệnh, không chỉ chữa khỏi hoàn toàn vết thương của Hầu Đậu Đậu, còn làm cho huyết mạch của Hầu Đậu Đậu bước vào tiến hóa. Còn đối với con người, ngoại trừ khôi phục vết thương bên ngoài cho ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, nước sinh mệnh còn giúp ông ngoại cảm nhận được cửa vào của cảnh giới thần thoại bẩm sinh. Điều này thuyết minh mặc dù nước sinh mệnh không thể tăng lên tu vi, nhưng ngoại trừ chưa thương, hiệu quả lớn nhất của nó là thay đổi tố chất thân thể, tăng thiên phú. Dương Bách Xuyên không biết nước sinh mệnh có tác dụng với anh hay không, dù sao cũng là lần đầu dùng thử. Vừa rồi lúc nói chuyện cũng chỉ cảm giác được gân cốt bị đứt gãy đang được chữa trị, đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Nhưng được một lúc anh cảm giác được có chút không thích hợp, mỗi một đoạn gân cốt máu thịt bắt đầu tê dại ngứa ngáy. Không phải chỗ nào trên cơ thể anh cũng bị thương. Vội vàng đuổi mọi người ra khỏi phòng, bắt đầu vận chuyển công pháp kiểm tra. Vừa rồi vận chuyển tạo hóa quyết, cả người của Dương Bách Xuyên phát ra rung động bùm bùm như đậu phộng rang. Biến hóa này làm cho anh khiếp sợ. Trước kia chưa từng có loại tình huống này, tình huống bây giờ không rõ nguyên nhân, anh dừng lại không tu luyện nữa. Cứ như vậy yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Chỗ bị ngã thương cũng phục hồi rất nhanh. Nhưng trong cơ thể lại còn dư rất nhiều lực lượng sinh cơ khổng lồ, giống như đứa trẻ không có nhà, bơi lội chạy nhảy khắp nơi.
đây không phải lực lượng linh khí của trời đất, không thể chuyển hóa thành chân khí, nhưng khi vận chuyển công pháp, cả cơ thể đều chấn động, vang lên âm thanh tí tách. Quan trọng hơn là cảm giác ngứa đau như bị kiến gặm cắn kéo đến, đau nhưng cũng không quá đau, khổ nỗi cả người rất khó chịu. Đây là nguyên nhân anh dừng tu luyện lại. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy trong đầu óc vang lên chấn động ầm ầm, giống như sét đánh, cả người choáng váng. Sau đó cảm giác choáng váng biến mất, trong đầu nhìn thấy được một bóng dáng hình người mơ hồ. Lúc trước hôn mê cũng vậy, nằm mơ nhìn thấy bóng người thứ hai, người đầu tiên anh nhìn thấy trong mơ là sư phụ Vân Thiên Tà. Người thứ hai chính là một bóng người mơ hồ, hình như anh đã gặp qua trong hoàn cảnh hỗn độn. Vốn dĩ muốn hỏi sư phụ, kết quả trong lúc nói chuyện với sư phụ bị ông đuổi ra, sau đó quên mất. Bây giờ nghĩ lại cảnh trong mơ lúc trước, cũng không phải cảnh trong mơ, là không gian hỗn độn, chính xác hơn là không gian hồ càn khôn. Anh có thể đối thoại với sư phụ, nhưng lúc trước bóng người này lại chợt lóe rồi biến mất, chỉ có ấn tượng chứ không nhìn rõ được hình dáng. Không nghĩ đến lại xuất hiện lúc này, đúng lúc anh đang đả tọa chữa thương, một bóng người đã được lập thể rõ hơn xuất hiện trực tiếp trong đầu. Không nói gì, chỉ là một bóng dáng hình người, không nhìn thấy bộ dáng, cũng không biết là nam hay nữ, cũng không biết xuất hiện với lý do gì. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể mơ hồ đoán được một ít, người này hoặc sinh vật này chính là sinh linh đến từ không gian Hồ Càn Khôn, bởi vì lúc này Hồ Càn Khôn trên tay trái anh đang tản ra khí nóng. Dương Bách Xuyên nhìn kỹ lại, thấy được toàn thân bóng người này xuất hiện đường cong màu tím nhạt, giống như kinh mạch trong thân thể. Hình như là con đường vận công nào đó. Cứ 3 phút lại lập lòe một chút, con đường màu tím xuất hiện rồi lại tắt lần thứ hai. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Còn bóng người vẫn đứng lẳng lặng trong đầu trong nhúc nhích, dường như nó xuất hiện chỉ để anh quan sát đường cong màu tím trên người nó. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhanh trí, lập tức thử, làm theo đường cong màu tím xuất hiện trên bóng người. Ngay sau đó đã chứng thực phỏng đoán trong lòng anh. Vận chuyển công pháp theo đường cong màu tím, lực lượng sinh cơ khổng lồ trong cơ thể giống như tìm được tổ chức, chen chúc vận chuyển theo đường cong màu tím rất có quy luật. Đây thực sự là một con đường vận chuyển công pháp nào đó. Nhưng lần này sau khi vận chuyển, cả người vẫn chuyển đến âm thanh bùm bùm, cảm giác ngứa ngáy tê dại đau đớn tăng thêm 10 lần. Nhưng Dương Bách Xuyên không dừng lại, bởi vì anh cảm giác được sau khi vận chuyển theo con đường màu tím này, thân thể càng thêm cứng cỏi hơn trước. Vì vậy anh cắn răng kiên trì tiếp tục vận chuyển. Không biết qua bao lâu, chờ sau khi Dương Bách Xuyên hoàn thành vận chuyển theo con đường màu tím này của bóng người, giây cuối cùng, cả người anh phát ra một tiếng ầm ầm chấn động. Cảm giác kinh mạch trong thân thể ngoài con đường vận chuyển của Càn Khôn Tạo Hóa Quyết ra còn xuất hiện thêm một loại công pháp thứ hai. Con đường của Càn Khôn Tạo Hóa Quyết có màu vàng, còn con đường mới xuất hiện có màu tím. Con đường của hai loại công pháp bổ sung cho nhau, một cái ở bên trong, một cái ở bên ngoài. Rất cân bằng. Quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên phát hiện cốt cách của anh xuất hiện một vầng sáng nhạt, mang theo màu tím, cốt cách nhìn qua có cảm giác trong suốt. Kinh mạch máu thịt toàn thân xảy ra biến chất hoàn toàn. Cường độ thân thể tăng gấp bội, có một loại lực lượng khổng lồ di chuyển ẩn chứa trong cơ bắp. Còn con đường công pháp màu tím mới hình thành giống hệt của bóng người. Nhưng sau khi công pháp hoàn thành, bóng người trong đầu biến mất trong nháy mắt. Hồ Càn Khôn trên cánh tay lóe lên ánh sáng tím rồi biến mất, cũng dừng tỏa ra nhiệt độ. Dương Bách Xuyên phát hiện lần dị động này đến từ Hồ Càn Khôn. Nói cách khác, bóng người xuất hiện trong đầu đến từ bên trong Hồ Càn Khôn. Đúng lúc này, đầu óc choáng váng đau đớn, một đoạn tin tức xuất hiện. Trong đầu của Dương Bách Xuyên hiện ra một bộ công pháp Càn Khôn Tôi Thể Quyết để rèn luyện thân thể và Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, một cái là công pháp nội tu, một cái là công pháp ngoại tu. Bây giờ công pháp trong ngoài đã đầy đủ hết. Mặc dù không có thông tin về bóng người vừa rồi, nhưng trong lòng của Dương Bách Xuyên đã có một suy đoán lớn mật, nếu anh đoán không sai, có lẽ đó là linh hồn của Hồ Càn Khôn. Hoặc nói cách khác, Hồ Càn Khôn có linh hồn. Bên trong có sự tồn tại giống linh thể. Nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao lại không nói câu nào, xuất hiện trong lúc anh đang tu luyện chỉ để cho một sự trợ giúp, tặng một bộ công pháp tu luyện thân thể. Không thể nói chuyện, hay không muốn nói chuyện với anh.
rõ ràng chỉ là một bóng dáng không nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy được một bóng dáng hình người. Nhưng dù ra sao, đối với anh đây chính là chuyện tốt. Lúc này anh cảm giác cho dù bây giờ đối mặt với một ám kình tầng 9 đại viên mãn, anh có đủ sức mạnh để đấu một trận, thậm chí còn đánh rất nhẹ nhàng thoải mái. Hoặc nếu để anh rơi xuống từ tòa nhà 8 tầng, anh vẫn sẽ bình yên vô sự. Bởi vì lúc này anh cảm nhận được thân thể đã đạt đến một trình tự hoàn toàn mới, một loại cảm giác giống như đao súng cũng không thể khiến anh bị thương. Loại cảm giác này không giống như ảo giác, nó vô cùng mãnh liệt. Không nhịn được đứng dậy, anh rất muốn thử xem cường độ thân thể lúc này như thế nào. Đi đến cạnh cửa sổ, nơi này là tầng 4 bệnh viện, độ cao tầm 13 đến 14 mét. Nhìn độ cao 4 tầng, trong lòng của Dương Bách Xuyên rất muốn thử nhảy xuống. Muốn thử cường độ thân thể lúc này của anh. Đây không phải tìm đường chết, anh thật sự cảm giác được, sau khi thân thể được nước sinh mệnh và càn khôn tôi thể quyết cải tạo, thân thể anh đã đạt đến trình độ ngã từ trên cao xuống cũng không sao. Trong lòng cảm thán sự thần kỳ của nước sinh mệnh, không nghĩ đến nó thật sự có thể thay đổi thể chất, càng sướng hơn khi có được công pháp tu luyện thân thể càn khôn tôi thể quyết, cứ như nó và càn khôn tạo hóa quyết là trời sinh một bộ. Sau khi tu luyện có loại ảo giác song kiếm hợp bích. Loại cảm giác này giống như lúc trước anh là tàn khuyết, bây giờ là hoàn mỹ. Nhìn địa điểm rơi xuống. Là hoa viên của bệnh viện, không có nhiều người, Dương Bách Xuyên cắn chặt răng thả người nhảy xuống từ cửa sổ tầng 4. Dù sao đây mới là tầng 4, cho dù trước khi thân thể chưa tu luyện, anh cũng dư sức nhảy loại độ cao này. Để xác minh sự cường đại của càn khôn tôi thể quyết, đáng giá thử một lần. Nhưng đúng lúc Dương Bách Xuyên nhảy lầu, bên ngoài đứng chờ sốt ruột, bởi vì hơn một giờ trôi qua vẫn không thấy Dương Bách Xuyên đi ra từ phòng bệnh. Vì vậy mọi người thương lượng để Dương San San đi vào nhìn, tránh tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Dương San San vừa mở cửa, đúng lúc thấy được Dương Bách Xuyên thả người nhảy xuống từ cửa sổ. À anh trai, Dương San San hét chói tai. Ngay lập tức mấy người phía sau hỏi, sao vậy? Dương San San chảy nước mắt duỗi tay chỉ về phía cửa sổ, giọng nói run rẩy, em. E, anh trai em nhảy lầu. À. Mọi người kinh hãi biến đổi sắc mặt. Trong biệt thự, Dương Bách Xuyên cúi đầu tiếp nhận đại hội phê bình của một đám người do em gái Dương San San cầm đầu. Bởi vì anh nhảy lầu để thử nghiệm thực lực của mình đã dọa mọi người sợ gần chết, đặc biệt là em gái suýt ngất xỉu, gào khóc hu hu. Lúc đó Dương Bách Xuyên nhảy từ tầng 4 xuống, có thể nói đây là hành động điên cuồng. Đương nhiên giống như trong tưởng tượng, sau khi nhảy xuống anh không bị làm sao cả. Anh đã xác thực sau khi nước sinh mệnh cải tạo thể chất và tu luyện càn khôn tôi thể quyết, cơ thể mình đã mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Dương Bách Xuyên nhảy từ tầng 4 xuống mà không bị gãy xương, anh tin rằng cho dù bây giờ mình nhảy từ tầng 8 cũng bình yên vô sự. Có điều anh thì không sao, nhưng lại dọa mọi người sợ hết hồn. Vì vậy sau khi trở về biệt thự, đại hội phê bình anh của mọi người bắt đầu. Mà Dương Bách Xuyên chỉ có thể cố gắng cười ngây ngô xin tha thứ, thề sẽ không có lần sau. Hai tay chống nạnh, Dương San San cất lời, nói đi, lần sau anh còn dám dọa em không? Không dám. Nếu anh không để ý đến cảm nhận của em, thì em cũng không quan tâm anh nữa. Triệu Nam chớp mắt nói. Cậu đúng là đồ điên, Lưu Tích Kỳ mắng. Chấm chấm chấm. Mọi người phê bình suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mới tha cho Dương Bách Xuyên. Lúc này, Lục Tuyết Hy hỏi, hôm nay tiên sinh còn muốn đi thần long giá nữa không? Dương Bách Xuyên suy nghĩ giây lát rồi nói, thôi, mai rồi đi. Để tôi gọi điện cho Ngô Nam báo một tiếng. Vốn dĩ hôm nay anh định đi thần long giá, nhưng lại bị thương vì chuyện của Ninh Kha, thời gian hai ngày chớp mắt đã tới. Dù sao bây giờ cũng là buổi chiều rồi. Chỉ bằng ngày mai hẵng đi. Nói xong Dương Bách Xuyên nhìn mọi người, lần này cũng là đại hội võ cổ, trong số mọi người có những ai đi. Triệu Nam nói, e là em không đi được, mấy ngày tới có buổi đấu giá của công ty. Buổi đấu giá này kết thúc, em cũng rút khỏi công ty. Lần sau có cơ hội em sẽ đi. Triệu Nam hơi tiếc nuối vì đại hội võ cổ hiếm khi tổ chức, lần này cô ấy đành bỏ lỡ cơ hội mở mang kiến thức. Anh ơi! Em cũng không đi được, em phải thi. Dương San San cũng lên tiếng.
học tập quan trọng hơn, sau này tính tiếp. Dương Bách Xuyên gật đầu. E là tôi cũng không đi được. Gần đây công ty đang mở rộng ra toàn quốc, chuẩn bị thành lập chi nhánh ở Thượng Hải và Yên Kinh, tôi không thoát thân được. Lưu Thích Kỳ cất lời. Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, mới đó mà đã bắt đầu mở rộng ra toàn quốc rồi á. Thằng nhóc nhà cậu chẳng quan tâm tới tình hình công ty gì cả. Dạo trước sau khi sản phẩm thứ hai được đưa ra thị trường đã phân bố khắp cả nước. À phải rồi, vị kia nhà họ Vương vốn định đến Cố Đô, nhưng tôi bảo cô ấy ở lại Yên Kinh phụ trách chủ bị cho chi nhánh công ty. Lưu Tích Kỳ ai oán nói với Dương Bách Xuyên. Cậu nói Dương Kiêm ra à? Dương Bách Xuyên hỏi anh ta. Ừ, cô ấy quả nhiên là một nhân tài. Mấy ngày trước tôi đi Yên Kinh đã gặp cô ấy. Lưu Tích Kỳ đáp, được, vậy cậu lo liệu chuyện công ty đi. À này, lát nữa cậu ở lại, tôi có thứ này cho cậu. Nếu Lưu Tích Kỳ một lòng muốn phát triển công ty thì Dương Bách Xuyên sẽ cho anh ta làm thoải mái, chuyện tu đạo để sau này tính tiếp. Anh còn một số sản phẩm mới có thể giao cho anh ta. Lúc này, Ninh Kha yếu ớt nói, chắc là em cũng không đi được. Chuyện lần trước được giải quyết một cách hoàn mỹ, cấp trên yêu cầu em phối hợp làm tuyên truyền. Hiện tại Ninh Kha rất áy náy với Dương Bách Xuyên, không ngang ngược bốc đồng như hồi trước. Sau khi được Dương Bách Xuyên xả thân cứu một lần, cô ta đã một lòng một dạ với anh. Và lại trong biệt thự có nhiều nhân viên, cô ta không dám bốc đồng. Được, sau này em bớt chút thời gian đến biệt thự nhé, Lục Tuyết Hy sẽ dạy bù cho em. Công pháp lần trước anh dạy em có tên Tử Hà Quyết, là một loại công pháp tu luyện hơn xa võ cổ. Đương nhiên đó chỉ là công pháp thôi. Không có nghĩa là sau khi tu luyện em sẽ mạnh hơn võ cổ giả. Hãy bớt chút thời gian tu luyện, vậy thì sau này gặp phải chuyện tương tự em có thể giải quyết. Dương Bách Xuyên dặn dò Ninh Kha, bây giờ anh không xa cách với cô ta nữa. Ừm, Ninh Kha nhỏ giọng đồng ý. Thật ra cô ta cảm thấy rất ngọt ngào. Tuy bị mọi người trong biệt thự oán trách nhưng cô ta không so đo, dù sao thì qua chuyện này cô ta cũng hiểu ra Dương Bách Xuyên thật lòng với mình. Khi Dương Bách Xuyên nhảy từ tầng 8 xuống làm đệm thịt đỡ Ninh Kha, cô ta biết rằng cả đời này mình không thể buông bỏ người đàn ông ấy. Mặc dù cô ta đã nhìn ra, Dương Bách Xuyên không chỉ có một người phụ nữ, nhưng không sao hết, trong cuộc đời có mấy người đàn ông có thể bất chấp tính mạng vì mình chứ. Lâm Hoan cũng không đi được, hiện tại cô là trưởng phòng tài vụ, công ty sắp mở rộng, cô không thể rời đi. Mấy người tiếp theo đều đi được. Đã xác định nhân viên, những người ngày mai cùng đi Thần Long Giá gồm, Dương Bách Xuyên và hai đồ đệ chưa chính thức bái sư, Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, chị em họ Lục, Khâu Vân, Đạo Trưởng Phương, Lý Đại Nghị. Đường Long và Cổ Tư Lạc thì bị Dương Bách Xuyên bắt ở lại để bảo vệ em gái đi học. Biệt thự vẫn do Kiều Phúc và chị em họ Ngô canh giữ. Buổi chiều sau khi mọi người dùng bữa ở biệt thự, Triệu Nam bận chuyện công ty nên đi trước, mấy người Lâm Hoan, Lưu Tích Kỳ, Lý Đại Nghị cũng phải về công ty. Trước khi họ đi, Dương Bách Xuyên viết 3 công thức điều chế đưa cho Lưu Tích Kỳ để làm sản phẩm cho công ty trong tương lai. Một cái là nước uống thảo dược có tác dụng chính là điều tiết và nâng cao tinh thần. Cái thứ hai là thuốc giảm cân. Cái thứ ba là quan trọng nhất đan dược có thể chống ung thư. 3 công thức điều chế đều là công thức luyện đan mà Dương Bách Xuyên lựa chọn kỹ càng từ vô số công thức luyện đan trong truyền thừa. Sau đó pha loãng và cải tiến thành loại thuốc có thể sản xuất hàng loạt. Sau khi nhận được 3 công thức điều chế này, Lưu Tích Kỳ hùng hồn nói, có 3 công thức điều chế này thì sản nghiệp của chúng ta có thể phát triển khắp toàn cầu cũng không thành vấn đề. Lần này công ty mở rộng ra toàn quốc là để chuẩn bị cho việc thành lập tập đoàn. Bây giờ có 3 công thức điều chế này là đã có nền móng của đế quốc thương nghiệp, tôi có lòng tin tuyệt đối. Ha ha, chỉ cần cậu có lòng tin là được. Sau này không đủ sản phẩm thì tôi lại nghĩ cách. Có đủ tài chính không? Dương Bách Xuyên hỏi Lưu Tích Kỳ. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi về vấn đề tài chính, Lưu Tích Kỳ cười he he, nói ra dọa chết cậu luôn. Nhóm đánh giá đã đưa ra giá trị 5 tỷ đô la, đương nhiên cái chính là công thức điều chế của công ty chúng ta. Ok, cậu cứ liệu mà làm, dù sao tôi cũng không có thời gian đến công ty. Tôi cũng chẳng trông cậy vào cậu được. Hai người nói chuyện xong, đám Lưu Tích Kỳ và Lâm Hoan rời đi. Em gái Dương San San cũng đi cùng Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ hai người nói cười vui vẻ rời đi, buông tiếng thở dài, thằng chó thiết đản, nếu cậu dám bắt nạt San San thì tôi giết cậu.
ngài giết ai cơ? Lục Tuyết Hy nghe thấy, bèn đi tới hỏi. Khụ khụ, không có gì. Hành trình ngày mai có sắp xếp gì không? Chúng ta có tổng cộng 7 người, trực tiếp lái xe đến đó. Được, lát nữa cô nói cho Ninh Kha những kinh nghiệm tu chân nhé. Vâng ạ, tiên sinh, chúng ta đi cả thì vấn đề an toàn của San San phải giải quyết thế nào? Tu vi của Đường Long và Cổ Tư Lạc vẫn còn kém, hiện tại hai người họ mới ở luyện khí kỳ tầng 1, e là không thể ứng phó được tình huống đột xuất. Dương Bách Xuyên gật đầu, tôi có sắp xếp rồi, cô đừng quan tâm. Tôi vào mật thất xem thử. Về vấn đề an toàn của em gái San San và công ty Vân Kỳ sau khi mình đi, Dương Bách Xuyên nghĩ tới chị em họ Ngô. Cô bé Ngô Mặc Thu tiếp tục bí mật bảo vệ Dương San San, Ngô Mặc Hạ đến công ty Vân Kỳ trấn giữ, Kiều Phúc ở lại biệt thự. Nghĩ đến ba người này, Dương Bách Xuyên nhớ ra ma tinh mà anh lấy được sau khi Lý Lương Sơn ma hóa bị cháy rụi. Theo lời sư phụ nói thì ma tinh thuần âm, hỗ trợ rất nhiều cho quỷ tu. Anh định tặng nó cho một trong ba người, nhất định có thể giúp tu vi tăng vọt. Dương Bách Xuyên vẫn lo lắng về người phụ nữ xấu xa đã chạy trốn kia. Lỡ như ả quay về trả thù mà không có cao thủ trấn giữ thì rất đáng lo. Vì vậy anh định tặng ma tinh cho cô bé Ngô Mặc Thu. Bởi vì trong ba người họ, cô bé Ngô Mặc Thu có thiên phú và tu vi tốt nhất. Đương nhiên là đồ tốt phải dành cho người có thiên phú tốt nhất. Đây là suy nghĩ riêng của Dương Bách Xuyên, nhưng anh tin rằng Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ sẽ không phản đối. Thủ đoạn của quỷ tu mạnh mẽ lạ thường, nếu Ngô Mặc Thu luyện hóa ma tinh thì chắc chắn có thể bảo vệ em gái anh và những người khác. Quả nhiên sau khi Dương Bách Xuyên vào mật thất, lấy ma tinh ra rồi tỏ ý muốn cho Ngô Mặc Thu dùng, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đều không dị nghị. Thu Nhi theo tôi đến hầm rượu. Nói rồi Dương Bách Xuyên đi vào hầm rượu, chuẩn bị hộ pháp cho Ngô Mặc Thu dùng ma tinh. Tiên sinh, đây là ma tinh, vật báu thích hợp với quỷ tu. Anh cho em dùng thứ này bởi vì em có thiên phú cao. Anh hy vọng sau khi có được tu vi mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ San San và những người khác thật tốt. Em có làm được không? Tiên sinh yên tâm, Thu Nhi nhất định sẽ bảo vệ cô chủ và những người khác. Tốt lắm, em cứ trực tiếp nuốt ma tinh rồi luyện hóa, anh hộ pháp cho em. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên phát hiện thấy sau khi Ngô Mặc Thu ăn ma tinh, lúc cô bé vận chuyển phong đô quyết, sức mạnh toàn thân tăng vọt. Hơn nữa không xuất hiện bất kỳ phản ứng bài xích nào. Dương Bách Xuyên yên tâm, quan sát thêm một lúc rồi không để ý nữa. Anh đi đến thăm hầu đậu đậu vẫn đang trong quá trình tiến hóa, xem ra nó sẽ không tỉnh lại trong một sớm một chiều. Còn con trồn thì lại ra ngoài xóa rồi. Tất cả đều bình thường, Dương Bách Xuyên dặn dò Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ, sau đó về biệt thự. Lúc này đã là 9 giờ tối. Thấy tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, Dương Bách Xuyên cũng lên tầng đi ngủ, ngày mai phải đến Thần Long Giá. Lúc lên tầng anh vẫn còn tiếc nuối. Triệu Nam đã đến công ty, mấy ngày nay cô ấy bận rộn không về. Lâm Hoan ở nhà ba mẹ, Độc Cô Vô Tình đã về quê, anh có nhiều phụ nữ nhưng lại giống như chẳng có ai. Tuy nhiên sau khi mở cửa phòng, Dương Bách Xuyên chợt sững sờ. Anh cứ ngỡ Ninh Kha đã rời đi. Vậy mà không ngờ cô ấy lại mặc đồ lót gợi cảm bước ra từ phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên cười hình hịch. Dương Bách Xuyên cứ tưởng Ninh Kha đi rồi, không ngờ cô ta lại xuất hiện trong phòng mình, tắm rửa sạch sẽ chờ mình. Quả là niềm vui bất ngờ. Bỏ qua tính cách ngang ngược bốc đồng của Ninh Kha thì cô ta đúng là một người đẹp đẳng cấp. Đôi chân dài miên man có thể chơi cả đời, thân hình chữ S tiêu chuẩn không thua gì người mẫu. Tên họ Dương nào đó nhìn mà cõi lòng dạo dực, toàn thân bốc lửa. Ninh Kha bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy thì thẹn thùng cúi đầu. Cô ta cố ý ở lại là vì muốn xin lỗi Dương Bách Xuyên. Ninh Kha cũng biết lần trước mình quá sốc nổi, bất kể giữa Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình có quan hệ gì, mình rút súng chĩa vào Dương Bách Xuyên là không đúng. Lần này Dương Bách Xuyên liều mạng cứu Ninh Kha, mọi chấp niệm trong lòng cô ta đều tan biến. Thôi vậy, hình như mình cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên của tên khốn này. Dù sao đối với Ninh Kha mà nói, được Dương Bách Xuyên công nhận lần nữa là điều quan trọng hơn tất thảy.
hiện tại cô ta đã hiểu ra mình có địa vị trong lòng Dương Bách Xuyên. Cô ta có thể phá mấy chục vụ án chỉ trong vài tháng ngắn ngủi là nhờ công pháp tu luyện mà Dương Bách Xuyên truyền dạy. Trước kia cô ta không biết, nhưng bây giờ đã biết đó là công pháp còn lợi hại hơn võ công. Thảo nào thể chất của cô ta ngày càng tốt, tất cả là nhờ có công pháp của Dương Bách Xuyên. Trong lúc Ninh Kha đang luống cuống, Dương Bách Xuyên đột nhiên bước đến bế cô ta lên. Ninh Kha bỗng run rẩy cả người, vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa lắp bắp nói, xin lỗi anh. Lời xin lỗi này chất chứa quá nhiều cảm xúc, cũng có nỗi áy náy vì Dương Bách Xuyên bị thương nặng khi cứu mình. Đồ ngốc, sau này không được cáu kỉnh nữa nhé. Em cũng biết là bây giờ anh không phải người bình thường, chặng đường tương lai còn rất dài, anh cho rằng khái quát bằng một câu giấc mộng nơi trời sao biển rộng là thích hợp nhất. Vì vậy anh hy vọng em hiểu rằng bên cạnh anh không chỉ có một mình em, nhưng em là người thân thiết nhất, anh muốn bảo vệ mỗi người các em. Trong tương lai, giấc mộng trời sao của anh cũng có một phần thuộc về các em. Dù thế nào đi chăng nữa, em quay về là tốt rồi. Sau này em hãy cố gắng tu luyện, anh mong rằng tương lai có một ngày em có thể đi cùng anh đến một thế giới khác. Dương Bách Xuyên không nói cho người khác biết sự tồn tại của sư phụ Vân Thiên Tà, cũng không nhắc đến sự tồn tại của tu chân giới, nhưng Lục Tuyết Hy đã nói với mọi người về sự tồn tại của Sơn Hải giới. Tất nhiên là Ninh Kha cũng biết. Biết càng nhiều, mọi người càng không thể nhìn Dương Bách Xuyên như một người bình thường, ai cũng biết anh thần bí và phi phàm. Trong một cuốn sách nào đó có viết một đoạn rất thẳng thắn, mâu thuẫn giữa các cặp đôi đều được giải quyết bằng những lời đường mật. Điều này đã thể hiện rõ nét ở Dương Bách Xuyên và Ninh Kha. Sau khi hai người thủ thì tâm tình, mây mưa triền miên, mọi ngăn cách đều biến mất. Đôi tình nhân đã lâu không gặp nhau giờ đây củi khô bốc lửa, trong phòng ngủ vang lên từng hồi âm thanh tự nhiên. Những người dưới tầng đều nghe thấy, đêm nay là một đêm không ngủ. Chấm chấm chấm. Hôm sau mặt trời lên cao, lúc Dương Bách Xuyên mở mắt ra, Ninh Kha đã rời đi. Cô ta còn có việc phải làm. Sau khi đánh răng rửa mặt, Dương Bách Xuyên đi xuống tầng. Mấy người Lục Tuyết Hy đều đang đợi anh ăn sáng rồi lên đường. Dương Bách Xuyên thấy mắt Lục Tuyết Hy và Khưu Vân đều thâm quầng, vẻ mặt u oán. Anh thoáng suy nghĩ là biết nguyên nhân, sắc mặt bất giác đỏ bừng. Nhưng may mà thần công mặt dày của anh đã đạt đến đỉnh cao, anh vẫn ung dung ăn xong bữa sáng, sau đó tuyên bố xuất phát. Trước khi đi, anh nhìn thấy bóng dáng của Kiều Phúc ở góc phòng khách. Giữa Dương Bách Xuyên và ba người Kiều Phúc có khế ước linh hồn, chỉ mình anh có thể nhìn thấy họ. Anh nói với những người khác, mọi người lên xe trước chờ tôi sẽ ra sau. Trong đám người chỉ có Lục Tuyết Hy lơ đễnh liếc qua chỗ Kiều Phúc, nhưng cô ta cũng không nhìn thấy Kiều Phúc, tuy nhiên trong cảm giác thần hồn mạnh mẽ dường như có gì đó tồn tại. Dương Bách Xuyên thường xuyên xuống mật thất dưới lòng đất, cô ta đã để ý từ lâu. Hơn nữa lúc Dương Bách Xuyên không có nhà, cô ta vào mật thất tu luyện cũng cảm nhận được có gì đó tồn tại, nhưng mà không nhìn thấy gì hết. Bây giờ cô ta đã hiểu ra có lẽ trong mật thất chứa bí mật của Dương Bách Xuyên. Lục Tuyết Hy nhìn thoáng qua rồi lập tức dẫn mọi người đi ra ngoài chờ. Dương Bách Xuyên đi tới chỗ Kiều Phúc và hỏi, sao vậy? Tiên sinh, ngài đi xem Thu Nhi đi, hình như em ấy xảy ra chút biến hóa. Tôi, không diễn tả được, cứ cảm thấy hơi xa lạ. Hơn nữa Thu Nhi giống như trưởng thành trong một đêm vậy. Kiều Phúc nói với thái độ kỳ lạ. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhớ ra tối qua mình cho cô bé Ngô Mặc Thu dùng ma tinh rồi mặc kệ cô bé luyện hóa và hấp thu ma tinh trong mật thất. Nếu Kiều Phúc không ra ngoài thì anh cũng quên mất tiêu. Dương Bách Xuyên ôm nỗi nghi hoặc đi vào mật thất, từ xa đã trông thấy một cô gái đứng cùng Ngô Mặc Hạ. Cô gái này vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang dáng vẻ của thiếu nữ 18-19 tuổi. Anh giật mình kinh hãi. Trong biệt thự xuất hiện một quỷ tu xa lạ mà anh không phát hiện ra, chuyện này không hợp lý. Nhưng khi quan sát kỹ, Dương Bách Xuyên không còn căng thẳng nữa, anh nghĩ tới một khả năng. Cô gái này đứng cùng Ngô Mặc Hạ, mặt mũi giống cô bé Ngô Mặc Thu đến mấy phần, kết hợp với câu nói lúc nãy của Kiều Phúc cô bé Ngô Mặc Thu trưởng thành trong một đêm. Lẽ nào cô gái này chính là cô bé Ngô Mặc Thu, ngẫm lại thì không phải là không có khả năng, con đường tu chân biến hóa khôn cùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tối qua anh cho Ngô Mặc Thu dùng ma tinh,
đó là tinh hoa tương đương với thần hồn của tu sĩ trúc cơ kỳ, sau khi hấp thụ cô ấy xảy ra biến hóa cũng là chuyện có khả năng. Và lại Kiều Phúc và chị em họ Ngô đều là người Bắc Tống đã sống hơn 800 năm, tồn tại dưới hình thức linh thể, tính theo tuổi tác thì bọn họ cũng được xem là lão quái vật. Ngoại hình thay đổi sau khi tu luyện cũng chẳng có gì lạ. Quả nhiên lúc Dương Bách Xuyên đi đến, chị em họ Ngô lập tức chào hỏi, chào tiên sinh. Giọng nói, động tác, thần thái giống hệt cô bé Ngô Mặc Thu. Dương Bách Xuyên hỏi dò, cô là, Thu Nhi hả? Hi hi, thưa tiên sinh, em chính là Thu Nhi. Tối qua sau khi tu luyện và hấp thụ ma tinh, tu vi của Thu Nhi tăng vọt, phong đồ quyết đã lên đến tầng 5 đỉnh phong. Có điều linh thể xảy ra biến hóa, trưởng thành trong một đêm. Thu Nhi cảm ơn tiên sinh đã trao cơ may cho em, sau này Thu Nhi nhất định sẽ dốc sức dốc lòng phục vụ tiên sinh, bảo vệ cô chủ và mọi người thật tốt. Ngô Mặc Thu người trở thành thiếu nữ xuân thì chỉ trong một đêm vui vẻ nói với Dương Bách Xuyên. Nhìn cô bé trưởng thành sau một đêm này, Dương Bách Xuyên không kìm được nuốt nước miếng. Bởi vì lúc này trang phục mà Ngô Mặc Thu biến ra là váy hai dây hiện đại, có lồi có lõm. Mặc dù cô vẫn là linh thể, song trông không khác gì cơ thể của người bình thường, khiến Dương Bách Xuyên nảy sinh một loại kích động muốn chạm vào để kiểm tra tính chân thật. Bé gái một đêm hóa bướm, biến thành báu vật khiến người ta muốn phạm tội. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, loại bỏ ý nghĩ hoang đường trong đầu, đồng thời tự nhủ trong lòng, cô ấy chỉ là một con quỷ, không thể, không thể. Sau đó anh cảm nhận tu vi của Ngô Mặc Thu, tức thì kinh ngạc. Trong linh thức anh phát hiện ra lúc này hơi thở âm hàn trên người Ngô Mặc Thu còn mạnh hơn võ cổ giả ám kình tầng 9 đại viên mãn. Anh chợt nảy ra một ý, Thu Nhi, em đánh anh một trưởng xem nào. Á, Thu Nhi không thể đánh tiên sinh. Ngô Mặc Thu nghe thấy Dương Bách Xuyên bảo mình đánh anh thì lập tức xua tay liên tục. Không phải, ý anh là thử tu vi hiện tại của em ra sao? Dương Bách Xuyên giải thích. Ồ, thì ra như vậy. Hi hi. Tiên sinh yên tâm, hiện giờ Thu Nhi rất đỉnh đấy, nhất định có thể bảo vệ mọi người chu toàn. Trong đầu Thu Nhi có thêm truyền thừa sống động đấy. Mặc dù Ngô Mặc Thu đã trở thành một cô gái xinh đẹp trong vòng một đêm, nhưng tính cách vẫn như một cô nhóc. Vậy thì thử đi, để cho anh xem Thu Nhi đỉnh cỡ nào. Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười tiếp lời. Đương nhiên là anh rất vui khi tu vi của Ngô Mặc Thu tăng mạnh. Dù sao họ cũng là người một nhà. Cô có tu vi mạnh tức là vân môn lại có thêm một cao thủ. Vâng, tiên sinh cẩn thận nhé, Thu Nhi xin đắc tội. Dứt lời Ngô Mặc Thu giơ tay lên, trong lòng bàn tay lập tức bốc lên luồng khí lạnh lẽo. Làm cho Dương Bách Xuyên bất giác vận chuyển chân khí, nghiêm túc đối phó. Cùng là linh khí thiên địa, nhưng luồng khí trên người Ngô Mặc Thu rất lạnh lẽo. Khi cô đánh ra một chưởng, mặt Dương Bách Xuyên biến sắc. Vốn dĩ anh chỉ định dùng 5 phần chân khí để đối phó, nhưng giờ đây anh cảm thấy 5 phần chân khí chẳng là gì so với luồng khí trong lòng bàn tay đối phương. Anh lập tức tăng chân khí lên 8 phần, giơ tay đỡ một chưởng của Ngô Mặc Thu. Bộp! Một âm thanh nặng nề vang lên, bàn tay của Dương Bách Xuyên và Ngô Mặc Thu đập vào nhau, một đòn lấy cứng chọi cứng. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ như rời non lấp biển, không thể địch lại đang truyền tới. Hai bàn tay đập vào nhau, khí huyết trong người anh sôi trào. Rầm rầm rầm, cơ thể anh mất khống chế lùi về sau, đến tận góc tường mới dừng lại. Dương Bách Xuyên cực kỳ kinh ngạc, tiếp đó là mừng rỡ, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, thực lực của Thu Nhi đã lên đến trúc cơ kỳ. Tiên sinh! Ngô Mặc Thu hoàn hồn, giật mình kinh hãi. Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ cũng vội vàng bước đến, tiên sinh sao rồi? Thu Nhi! Sao em có thể ra tay với tiên sinh nắng như vậy? Ngô Mặc Hạ của trách em gái. Em, Ngô Mặc Thu cũng sợ bay màu, cô không ngờ một trưởng của mình có thể đánh bay tiên sinh. Dương Bách Xuyên mỉm cười. Bây giờ anh có thể khẳng định thực lực của Thu Nhi tương đương với trúc cơ kỳ, bởi vì nếu chỉ là thực lực ám kình tầng 9 đại viên mãn thì cô không thể dùng một trưởng đánh lui anh. Anh xua tay nói với Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ, không sao, không trách Thu Nhi. Tu vi của Thu Nhi tăng vọt, đây là chuyện tốt đối với chúng ta. Vân môn có thêm một cao thủ, ha ha ha, tốt lắm. À phải rồi, Thu Nhi này, lúc nãy em đã dùng bao nhiêu sức mạnh. Thu Nhi lỗ mãng quá, xin tiên sinh tha thứ.
em dùng 3 phần sức mạnh ạ. Ngô Mặc Thu Lý Nhí đáp. Nghe vậy Dương Bách Xuyên khẳng định tu vi của Thu Nhi chắc chắn là trúc cơ kỳ. 3 phần sức mạnh của cô đã áp đảo 8 phần sức mạnh của anh, đây tuyệt đối là thực lực trúc cơ kỳ. Anh lại hiểu thêm về thực lực trúc cơ kỳ, trong lòng thầm ghi nhớ lần này ra ngoài nhất định phải cẩn thận với cao thủ cấp bậc thần thoại tiên thiên. Thần thoại tiên thiên trong giới võ cổ giả tương đương với thực lực trúc cơ kỳ. Thực lực và tu vi của Thu Nhi mạnh như vậy, lần này đi xa Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn yên tâm. Có Thu Nhi bảo vệ, anh không cần lo lắng về vấn đề an toàn của em gái và công ty Vân Kỳ. Ba người trò chuyện vài câu, sau đó Dương Bách Xuyên bảo Ngô Mặc Hạ đến công ty Vân Kỳ trấn giữ, bảo vệ sự an toàn của đám Lưu Tích Kỳ và Lâm Hoan, có chuyện gì thì để cho Ngô Mặc Thu giải quyết, anh tin rằng không thành vấn đề. Anh cũng dặn dò Kiều Phúc chăm sóc hầu đậu đậu trong hầm rượu. Còn con chồn Hương Hương đã đi xóa bên ngoài thì cứ mặc kệ. Bây giờ nó đang ở trong núi sâu, ít có thú hoang nào có thể tạo thành uy hiếp đối với nó. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên vui vẻ ra khỏi mật thất, có Ngô Mặc Thu ngang tầm cao thủ trúc cơ kỳ, cuối cùng Vân Môn cũng có khí thế rồi. Mặc dù bản thân Dương Bách Xuyên vẫn chưa lên đến trúc cơ kỳ, nhưng anh và Ngô Mặc Thu là người một nhà, cho nên tâm trạng rất tốt. Sau khi anh lên xe, nhóm 7 người xuất phát. Dương Bách Xuyên lái xe của mình, cùng xe với Lục Tuyết Hy và Khưu Vân. Trên chiếc xe còn lại là 4 người Lý Đại Nghị, Đạo trưởng Phương và 2 đồ đệ Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân. Lần này 7 người đại diện cho Vân Môn tại Đại hội Võ Cổ. Từ Cố Đô đến Thần Long Giá, mấy người băng qua Tần Lĩnh tới Thiểm Nam, tiến vào tỉnh Bắc đến Thần Long Giá. Phía Tây Thần Long Giá giáp huyện Vu Sơn tỉnh Trùng Khánh, phía Nam dựa núi ỉ Hưng, phía Đông giáp Tam Hiệp, phía Bắc gần Võ Đang trên núi Trúc ở huyện Phòng. Quả là vị trí trời ban. Nơi đây có tài nguyên rừng thiên nhiên cấp quốc gia, cũng là di sản thế giới, được mệnh danh là sống lưng của Trung Quốc. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Thần Long Giá. Ở trên cao khí hậu thay đổi, đông nắng tây mưa, tuyết rơi tháng 6, tháng 10 mù sương, một ngày có 4 mùa, vô cùng kỳ lạ. Trong đó truyền thuyết nổi tiếng nhất là nguồn gốc của cái tên Thần Long Giá. Thần Long thị một trong những ông tổ xa xưa của Trung Quốc leo cầu thang gỗ vào Thần Long Giá, lên núi hái thuốc thử bách thảo, cứu giúp dân chúng khó khăn. Thế nên mới có tên Thần Long Giá. Ngoài ra còn có rất nhiều truyền thuyết như là ở khe dã nhân có Thần Long lui tới, nai trắng bay lên trời. Tóm lại là đến nay vẫn chưa có ai nghiên cứu hết sự thần bí của Thần Long Giá. Nhưng những tin đồn này lại khiến Dương Bách Xuyên liên tưởng đến tu sĩ thời xưa. Có lẽ rất lâu về trước, trong ngọn núi Thần Long Giá cao lớn là nơi dừng chân của một tông môn tu sĩ cổ nào đó. Thời nay có rất nhiều du khách vào núi bị lạc đường là do bị trận pháp làm cho mụ mị mà thôi. Đương nhiên điển cố Thần Long thử bách thảo xảy ra tại đây chứng tỏ trong ngọn núi Thần Long Giá có linh dược tồn tại. Trụ sở của Thần Long Đàm được thiết lập lại. Việc tổ chức đại hội võ cổ cũng được bố trí lại, hai chuyện này đã đủ chứng minh Thần Long Giá có điểm bất thường. Sau khi tiến vào khu rừng chân, nhóm Dương Bách Xuyên đỗ xe ở bãi đậu xe rồi chuẩn bị đi bộ lên núi. Bởi vì trước đó anh đã nói chuyện điện thoại với Ngô Nam, ông ấy nói rằng trụ sở của Thần Long Đàm ở sâu trong Thần Long Giá, chỉ có thể đi bộ vào núi. Ông ấy còn nói rằng sẽ sắp xếp người đến đón. Lúc mọi người ra khỏi bãi đỗ xe đã là hơn 3 giờ chiều. Khi Dương Bách Xuyên định gọi điện cho Ngô Nam hỏi về người đến đón họ, bên tai vang lên một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Dương tiên sinh. Anh ngoảnh đầu nhìn thì trông thấy người quen, chính là Chu Giáp được anh chữa khỏi cánh tay lần trước. Chu Giáp rất vui khi gặp Dương Bách Xuyên, chính ông đã đến tìm Ngô Nam yêu cầu cho mình đến đón Dương Bách Xuyên vào Thần Long Đàm. Hy vọng Dương Bách Xuyên sẽ loại bỏ hết độc tố cho mình. Lần trước Dương Bách Xuyên từng nói muốn giải độc hoàn toàn thì cần phải đến nơi chúng độc tìm thuốc. Đương nhiên đây là Dương Bách Xuyên cố ý lừa Chu Giáp để đến nơi đó, nhưng Chu Giáp lại tin là thật. Lần này Chu Giáp ra đón Dương Bách Xuyên vì muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, muốn nhờ anh loại bỏ độc trên người mình sớm một chút, nếu không trước sau gì cũng thành tâm bệnh. Chu tiên sinh, đã lâu không gặp. Dương Bách Xuyên mỉm cười chào hỏi Chu Giáp. Dương Bách Xuyên vất vả rồi, tôi cố ý đến đón tiên sinh tới Thần Long Đàm. Sau đó, Dương Bách Xuyên giới thiệu từng người bên cạnh cho Chu Giáp làm quen.
Sau khi biết những người này đều là người của Vân Môn, Chu Giáp hết sức kinh ngạc. Ngoài Dương Bách Xuyên là quái thai ra, Lục Tuyết Hy và đạo trưởng Phương đều là ám kình tầng 9 khiến Chu Giáp chấn động. Kể cả những người khác cũng có thực lực không yếu. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Giáp hỏi Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi một ngày rồi đi hay là xuất phát luôn. Thần Long Đàm còn cách nơi này một đoạn, nằm sâu trong núi Thần Long Giá. Dương Bách Xuyên định đi luôn. Hai ngày nữa là đại hội võ cổ bắt đầu, anh đến Thần Long Đàm còn phải luyện chế đan dược cho Ngô Nam, thời gian rất gấp gáp. Và lại ai cũng có tu vi, ngại gì đi đường. Đoàn người đi theo Chu Giáp vào sâu trong Thần Long Giá, gần như là vòng qua các điểm du lịch, càng đi càng hoang vu hẻo lánh. Mọi người không phải là người bình thường, tốc độ đi đường không chậm. Sau khi trời tối, Dương Bách Xuyên áng chừng họ đã đi được hơn 100 dặm, vậy mà Chu Giáp nói rằng mới đi được nửa đường. Ok, tiếp tục lên đường. Khi vầng trăng bất chi bất giác xuất hiện nơi chân trời, Chu Giáp lên tiếng, Dương tiên sinh, chúng ta sắp đến nơi rồi. Thần Long Đàm ở sau sơn cốc này, vượt qua sơn cốc này chính là trụ sở chính của Thần Long Đàm. Mặc dù đường núi khó đi, nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện ra những con đường nhỏ mà Chu Giáp dẫn họ đi đều được con người thường xuyên bảo trì, trông như cỏ dại tùm nhưng thật ra cất giấu huyền cơ, dưới chân đều có đường. Thế rồi dưới ánh trăng, mọi người có thể nhìn rõ trước mặt là một sơn cốc, lối ra vào chỉ rộng 3 mét, song hai bên là ngọn núi cao mấy trăm trượng. Một trượng bằng 3,3333 mét. Sau khi vào sơn cốc, ánh trăng càng lúc càng mờ. Sau khi đi được mấy trăm mét, sơn cốc càng lúc càng hẹp, mới đầu rộng hơn 3 mét dần chỉ còn chưa đầy 2 mét. Hơn nữa, địa hình hẹp đến nỗi ánh trăng không thấy đâu, hoàn toàn bị vách núi che khuất. Theo Chu Giáp nói thì ban ngày nơi đây cũng đen như mực. Đi tiếp thì con đường chỉ rộng gần 1 mét, thậm chí có nhiều chỗ phải nghiêng người lách qua. May mà con đường này đã được Thần Long Đàm tận tâm dọn dẹp, nếu không dưới đất mà có tảng đá hay cái hố gì đó, một người té ngã sẽ đè lên những người khác. Bước chân không hề chậm lại, mọi người luồn lách đi thêm khoảng một tiếng thì Chu Giáp đột nhiên cất lời, tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi. Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy toàn thân thả lỏng, cuối cùng cũng ra khỏi khe núi chật hẹp. Trước tầm mắt là một khe núi, thiên nhiên tạo nên một sơn cốc được hình thành do sự chuyển động của lớp vỏ trái đất. Nơi này rất bí mật, hèn chi Thần Long Đàm lựa chọn xây trụ sở chính ở đây. Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Mọi người đang đứng trên một gò núi nhỏ, phóng tầm mắt ra xa vài trăm mét sẽ nhìn thấy ánh đèn sáng trưng. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ trong núi sâu lại có đèn điện. Hình như dưới chân núi là thôn làng có hơn 100 hộ. Nương theo ánh đèn trong làng có thể thấy nơi đây núi bọc bốn bề, là một sơn cốc khác, là chốn bồng lai tiên cảnh. Chu Giáp giải thích rằng nơi này sử dụng năng lượng điện mặt trời, cũng có hệ thống công nghệ cao. Thần Long Đàm còn có một vệ sinh riêng để liên lạc với bên ngoài. Ông còn nói chốn bồng lai tiên cảnh này là Đàm chủ đại nhân thần bí tìm thấy. Dương Bách Xuyên gật đầu, mấy người đi theo Chu Giáp xuống dốc núi đến thôn làng. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ linh khí ở đây rất nồng đậm gấp chục lần bên ngoài, gần như có thể so với linh khí trong tụ linh trận mà anh bố trí ở biệt thự. Anh thầm cảm thán, quả nhiên Thần Long Đàm không đơn giản. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên bỗng giật mình ngẩng đầu nhìn về phía một đỉnh núi trong thôn. Anh vừa mới cảm nhận được một luồng sức mạnh tựa linh thức đang quan sát mọi người. Những người khác không nhận ra, chỉ có Lục Tuyết Hy cảm nhận được. Cô ta cũng nhìn đỉnh núi trong thôn giống như Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên loáng thoáng trông thấy một bóng người màu trắng thoáng xuất hiện trên đỉnh núi kia rồi biến mất. Anh bèn hỏi Chu Giáp, Chu tiên sinh, ngọn núi trong thôn là nơi nào? Ánh mắt Chu Giáp lộ rõ vẻ tôn kính và sùng bái, thậm chí nóng rực như lửa, đó là nơi Đàm chủ đại nhân của chúng tôi thanh tu, Thần Long Đàm nằm ở dưới chân ngọn núi đó. Dương Bách Xuyên biết vị Đàm chủ mà Chu Giáp nhắc tới không phải Ngô Nam mà là người cầm lái chân chính của Thần Long Đàm, một nhân vật thần bí chưa từng lộ mặt, thậm chí không ai biết người này là nam hay nữ. Chu Giáp nói rằng ngay cả bọn họ một năm cũng chỉ gặp vị Đàm chủ đại nhân này vài lần, cho dù gặp được cũng chỉ thấy người này bọc kín mình từ đầu đến chân trong bộ đồ trắng, quanh năm suốt tháng bế quan thanh tu trên đỉnh núi Thần Long Đàm. Khoảng cách từ đây đến đỉnh núi tầm 200 mét,
nếu luồng sức mạnh lúc này là linh thức thì thật đáng sợ. Lẽ nào linh thức lúc này và bóng trắng thấp thoáng dưới ánh trăng chính là vị Đàm chủ đại nhân thần long bị ẩn kia? Là nam hay nữ, là người như thế nào, tu vi ra sao? Lúc này Dương Bách Xuyên cực kỳ hứng thú với Đàm chủ thần bí. Dương Bách Xuyên đi vào thôn, phát hiện kiến trúc thôn được xây dựng ứng với ngũ hành bát quái, loáng thoáng có sóng linh khí truyền tới. Dương Bách Xuyên thầm kinh ngạc, xem ra thần long Đàm nằm ở vị trí tách biệt không phải ngẫu nhiên, mà là thật sự có nhân vật nào đó tồn tại. Dường như mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây không phải trồng bừa, mà được dày công sắp xếp. Khi mọi người đi theo Chu Giáp tới trước một gian điện giống như đền thờ, phó Đàm chủ Ngô Nam và ba ông lão râu tóc bạc phơ đã ra ngoài đón tiếp. Dương tiên sinh, tôi rất mong ngóng cậu đến. Ngô Nam bắt tay Dương Bách Xuyên, sau đó dặn dò Chu Giáp, mau dẫn mấy vị này xuống sắp xếp cho họ nghỉ ngơi, mọi người đi đường vất vả rồi. Dứt lời ông ấy nói với đám Lục Tuyết Hy ở phía sau Dương Bách Xuyên, các vị có yêu cầu gì thì cứ nói với Chu Giáp, tuyệt đối đừng khách sáo. Ngô Nam nói chuyện chu toàn và khéo léo. Mặc dù ông ấy là thiên tỉnh giả cấp 9, nhưng trên hết là người quản lý thần long Đàm chân chính, nói trắng ra là người có chức có quyền, cho nên cách đối nhân xử thế và làm việc vô cùng linh hoạt. Dương Bách Xuyên rất hài lòng về điều này. Anh chào hỏi ba ông lão sau lưng Ngô Nam, tiếp đó giới thiệu từng người trong đám Lục Tuyết Hy cho Ngô Nam, nói rằng bọn họ đều là đệ tử Vân Môn. Sau khi Chu Giáp dẫn đám Lục Tuyết Hy xuống dưới nghỉ ngơi, nơi đây chỉ còn lại Ngô Nam, ba ông lão và Dương Bách Xuyên. Lúc này Ngô Nam giới thiệu ông lão thứ nhất, vị này là Tư Đồ Nhất Tu tiên sinh chuyên gia y thuật của thần Long Đàm. Tư Đồ Nhất Tu mà Ngô Nam vừa giới thiệu là một người lùn, trên mũi có một nốt ruồi nhìn rất đặc trưng. Dương Bách Xuyên cảm nhận được người này cũng là võ cổ giả ám kình tầng 9 giai đoạn sau đại viên mãn. Anh nghĩ rằng người đến nhà là khách. Bèn vội vàng chắp tay chào hỏi, vãn bối Dương Bách Xuyên bái kiến thần y Tư Đồ. Dương Bách Xuyên vốn ôm lòng kính trọng, không dám thất lễ. Nhưng nào ngờ Tư Đồ Nhất Tu lại lạnh lùng hừ mũi, liếc xéo Dương Bách Xuyên, thần y thì không dám nhận. Nghe nói thằng nhóc nhà cậu đã chữa khỏi vết thương nhiễm độc của Chu Giáp, thế thì giỏi hơn lão phu nhiều. Tối nay lão phu cố tình chờ ở đây để xem người được Chu Giáp tôn xưng là thần y tài giỏi cỡ nào. Bây giờ xem ra cậu cũng chỉ là hạng xoàng thôi. Dương Bách Xuyên tức giận, lão già chết tiệt, thì ra anh đây mặt nóng dán mông lạnh. Được thôi, ông giỏi. Lúc này một ông lão khác có vóc dáng tương phản với Tư Đồ Nhất Tu lập tức đứng ra, trợn mắt mắng, lão Tư Đồ, ông đúng là vô liêm sỉ. Ông nói linh tinh gì đấy, y thuật của bản thân không bằng người ta, lẽ nào ông ghen tị vì bạn nhỏ Dương chữa khỏi vết thương do trúng độc của Chu Giáp? Ông còn cần thể diện không hả? Lão Vương, liên quan đếch gì đến ông? Bạn nhỏ Dương là khách của thần Long Đàm chúng ta, đến lễ nghi cơ bản mà lão già chết tiệt nhà ông cũng chẳng biết, lão phu dạy dỗ ông thì đã sao? Sao nào, muốn đánh nhau phải không? Tôi sợ ông chắc. Hai ông lão nói chuyện mà trông như sắp lao vào đánh nhau. Lúc này Dương Bách Xuyên thấy Ngô Nam lộ vẻ áy náy. Sau đó nhìn ông lão khác im lặng đứng ở một bên hóng Dremer, lão Tôn, ngài khuyên nhủ đi. Dễ nhận thấy phó Đàm chủ Ngô Nam cũng rất bất lực với ba ông lão này. Lão Tôn được Ngô Nam điểm danh cười ha hả nói, hai lão già này cãi nhau mà không ngại mất mặt à. Các ông đừng quên những lời Đàm chủ đại nhân đã nói. Nếu các ông coi như gió thoảng bên tai thì đừng trách tôi không nhắc nhở. Lão Tôn nhắc đến Đàm chủ đại nhân. Hai người đều giật nảy mình, lập tức dừng lại. Dương Bách Xuyên chẳng cần nghĩ cũng biết Đàm chủ đại nhân mà lão Tôn nhắc đến chính là Đàm chủ chân chính của thần Long Đàm, chứ không phải là phó Đàm chủ Ngô Nam. Nếu ba ông lão này kính trọng Ngô Nam thì sẽ không cãi nhau trước mặt ông ấy, thậm chí còn suýt đánh nhau. Tư Đồ Nhất Tu lạnh lùng hừ mũi, sau đó xoay người tiến vào đại điện. Ông lão họ Vương quay sang nhìn Dương Bách Xuyên, khẽ mỉm cười cất lời, chào bạn nhỏ Dương. Tôi là Vương Thái Sinh, Vương Huyền Cơ là em họ của tôi. Tôi đã nghe lão nhắc đến cậu từ lâu, tiếc là Huyền Cơ đi đó đi đây mãi không về, có điều lão nhờ tôi tiếp đãi đón cậu. Dương Bách Xuyên lập tức tỏ tường, thì ra ông lão này là anh họ của Vương Huyền Cơ, hèn chi ông ấy ra mặt giúp mình. Dương Bách Xuyên lập tức chắp tay chào hỏi, vãn bối bái kiến lão tiền bối Vương. Không cần đa lễ, Huyền Cơ nói cậu là thiên tài,
Cậu cứ gọi tôi là Lão Vương cũng được, ha ha. Vương Thái Sinh là người không câu nệ tiểu tiết. Nghe ông ấy nói vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Lúc này Ngô Nam mới giới thiệu Lão Tôn. Hóa ra Lão Tôn tên Tôn Tư Quần, là thiên tỉnh giả, có thiên phú gì thì Ngô Nam không giới thiệu. Ba người giới thiệu làm quen lẫn nhau, sau đó đi vào đại điện. Bấy giờ Ngô Nam mới nói nhỏ với Dương Bách Xuyên, Dương tiên sinh đừng để bụng Tư Đồ Nhất Tu nhé. Ông ấy là thần y của thần Long Đàm, thời gian ông ấy nghiên cứu và điều trị vết thương nhiễm độc của Chu Giáp là lâu nhất. Bây giờ cậu chữa khỏi cho Chu Giáp, rất nhiều người ở thần Long Đàm đều bàn ra tán vào. Chắc là ông ấy cảm thấy mất mặt nên hôm nay mới gây khó dễ cho tiên sinh, kỳ thực ông ấy không phải người xấu. Dương Bách Xuyên chỉ cười ha ha với Ngô Nam chứ không đáp lời. Đùa gì thế, con mẹ nó tôi chào hỏi ông ta với thái độ kính trọng nhưng lại nhận về lời mắng chửi, vậy mà còn mong tôi không so đo. Không thể chữa khỏi vết thương do trúng độc của Chu Giáp chứng tỏ Tư Đồ Nhất Tu bất tài, dựa vào đâu mà chút giận lên người anh đây. Tốt nhất là lão già này đừng động vào mình, nếu không mình sẽ cho lão đẹp mặt. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ ra ngoài khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng anh cũng không thích bị ức hiếp, lại càng chẳng sợ ai. Sau khi mấy người ngồi xuống, Ngô Nam đi thẳng vào vấn đề, Dương tiên sinh, tôi đã tìm được hết các loại linh dược trong danh sách cậu liệt kê lần trước rồi. Không biết tiên sinh có thể luyện đan hay không? Ngô Nam nói xong, Dương Bách Xuyên đang định trả lời, không ngờ Tư Đồ Nhất Tu ngồi bên cạnh lại lạnh lùng lên tiếng, nhóc con nghĩ kỹ rồi hẵng nói. E là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu không thể luyện chế đan dược đúng không? Cậu phải biết rằng một khi nhận linh dược của thần Long Đàm chúng tôi mà không luyện chế ra đan dược, thì đến lúc đó sẽ khó ăn nói đấy. Dương Bách Xuyên nghe Tư Đồ Nhất Tu nói vậy, sắc mặt lập tức xa sầm, trong lòng bùng lên lửa giận. Anh lập tức nã pháo, lão chết tiệt kia, ông bất tài không có nghĩa là người khác không làm được. Mẹ kiếp, ông mà còn nói năng lỗ mãng nữa thì coi chừng tôi đánh ông đấy. Lão già kia năm lần bảy lượt gây sự, Dương Bách Xuyên không định khách sáo nữa. Nếu anh không lên tiếng thì người ta lại tưởng anh dễ bắt nạt. Tư Đồ Nhất Tu giận run người vì bị Dương Bách Xuyên mắng là lão già chết tiệt. Ông ta là một trong những người đức cao vọng trọng trong thần Long Đàm, y thuật có 102, ra ngoài đều được gọi là lão thần y, hơn nữa là còn là ám kình tầng 9 giai đoạn sau đại viên mãn. Trước giờ toàn là ông ta trách mắng người khác chứ đã bị một tiểu bối mắng bao giờ đâu. Lại còn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trong mắt ông ta nữa chứ. Mặc dù lần trước Ngô Nam gặp Dương Bách Xuyên, lúc về cũng khen ngợi anh. Nhưng theo tin tức phản hồi, anh chỉ là võ cổ giả ám kình tầng 7 tầng 8 mà thôi. Tuy hôm nay Tư Đồ Nhất Tu không cảm nhận được sức mạnh của Dương Bách Xuyên, nhưng ông ta chỉ cho rằng anh dùng bí pháp che giấu mà thôi. Tư Đồ Nhất Tu bị Dương Bách Xuyên mắng, sau khi hoàn hồn ông ta lập tức híp mắt đứng phát dậy. Vèo một cái đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, vươn tay tung một chưởng tấn công anh, nhóc con chán sống rồi. Lúc này, ba người Ngô Nam, Vương Thái Sinh và Lão Tôn đều kinh hãi khi thấy Tư Đồ Nhất Tu ra tay. Tư Đồ Nhất Tu không tin đan dược của Dương Bách Xuyên, nhưng bọn họ tin. Nhất là Vương Thái Sinh, bởi vì quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và nhà họ Vương cùng với Vương Huyền Cơ, cho nên ông ấy cũng thân thiết với Dương Bách Xuyên. Sao có thể để cho Tư Đồ Nhất Tu đánh Dương Bách Xuyên? Ông ấy lập tức nổi giận, định ra tay, lão Tư Đồ, ông dám. Không được, Ngô Nam cũng cuống cuồng. Ông ấy biết thực lực của Dương Bách Xuyên. Lần trước hai người so đấu, ông ấy thấy rằng thực lực của Dương Bách Xuyên là ám kình tầng 8. Nếu anh trúng một chưởng của Tư Đồ Nhất Tu thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sau đó Vương Thái Sinh và Ngô Nam đồng thời xông lên. Nhưng lại thấy Dương Bách Xuyên hành động với tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Anh tung một chưởng về phía Tư Đồ Nhất Tu, bình tĩnh đánh ra một quyền như bóng mờ để đỡ đòn. Bộp. Rắc. Á. Ba người Ngô Nam lập tức trợn tròn mắt. Dương Bách Xuyên thì không sao, còn Tư Đồ Nhất Tu lại hét lên thảm thiết, bị một quyền của anh đánh bay, rơi xuống ngoài đại điện 8-9 mét, miệng hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Không cần nghĩ cũng biết tiếng gãy xương vừa rồi là Tư Đồ Nhất Tu bị gãy cổ tay. Lúc này Ngô Nam, Vương Thái Sinh và Lão Tôn đều trợn to mắt. Bọn họ không ngờ Dương Bách Xuyên lại mạnh như vậy.
phải biết rằng Tư Đồ Nhất Tu là một trong những cây cao bóng cả trấn giữ Thần Long Đàm. Ngay cả ám kình tầng 9 đại viên mãn dưới tiên thiên cũng bị Dương Bách Xuyên đánh bay bằng một quyền. Người sốc nhất là Ngô Nam. Lần trước ông ấy so chiêu với Dương Bách Xuyên nên biết rõ thực lực của anh cùng lắm cũng chỉ là ám kình tầng 8 đỉnh phong mà thôi. Mới vài ngày không gặp mà anh có thể vung một quyền đánh bại võ cổ giả ám kình tầng 9 giai đoạn sau đại viên mãn. Sao có thể chứ? Tư Đồ Nhất Tu nằm dạp trên đất, nhìn Dương Bách Xuyên với biểu cảm sợ hãi. Lúc này ông ta đã sụp đổ tinh thần, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Dương Bách Xuyên là thần thoại tiên thiên ư. Cả Ngô Nam, Vương Thái Sinh và Tôn Tư Quần cũng nghĩ như vậy. Phải biết rằng nếu không có sức mạnh của cấp bậc tiên thiên thần thoại, nếu cả hai đều là ám kình tầng 9 đại viên mãn thì rất khó đánh bại người cùng cấp bậc chỉ bằng một đòn. Vậy mà Dương Bách Xuyên lại đánh bại Tư Đồ Nhất Tu bằng một đòn. Điều này chứng tỏ anh và những người ở đây, bất kể là ám kình tầng 9 đại viên mãn hay là dị năng giả thiên tỉnh cấp 9, đều không cùng một cấp bậc. Khả năng anh là tiên thiên cực lớn. Thần thoại tiên thiên. Tại sao lại đặt từ thần thoại trước tiên thiên? Bởi vì mọi người muốn có thêm một thần thoại, cũng bởi vì muốn thành tiên thiên khó như đi vào thần thoại. Thực lực mà Dương Bách Xuyên phô bày khiến bốn người đặt dấu hỏi về thần thoại tiên thiên. Giờ phút này trong lòng mỗi người đều nổi sóng to gió lớn. Thần Long Đàm có thể áp đảo tất cả những thế gia lâu đời ở Trung Quốc và đẩy nhà họ Vương ra khỏi vị trí gia tộc đứng đầu các thế gia võ cổ, bởi vì vị đàm chủ đại nhân thần bí kia của Thần Long Đàm chính là cao thủ thần thoại tiên thiên. Thế lực được mệnh danh là Định Hải Thần Châm không phải ngẫu nhiên, mà là do đàm chủ đại nhân thần bí của Thần Long Đàm trong truyền thuyết chính là cao thủ thần thoại tiên thiên, là tồn tại khiến tất cả thế gia võ cổ phải ngước nhìn. Đương nhiên không tính các tông môn cổ xưa đã lánh đời thanh tu. Thần Long Đàm hùng mạnh bởi vì dung nhập thế tục, Thần Long Đàm tách biệt cũng là vì có đàm chủ thần bí thần thoại tiên thiên. Đó cũng là lý do vì sao cho dù các tông môn lâu đời không xuất đầu lộ diện nhiều năm, lúc tổ chức đại hội võ cổ vẫn phải hỏi ý kiến của Thần Long Đàm, để cho Thần Long Đàm chủ trì, địa điểm tổ chức ở Thần Long Giá. Tất cả đều là do Thần Long Đàm có một vị đàm chủ thần bí cấp bậc tiên thiên thần thoại. Bên ngoài có rất ít người biết đến sự tồn tại của đàm chủ thần thoại tiên thiên của Thần Long Đàm, chỉ có những người thế hệ trước của các thế gia lớn biết. Cho nên trong những năm qua, các gia tộc trên khắp Trung Quốc mới phục tùng Thần Long Đàm, hay nói chính xác hơn là nể mặt Thần Long Đàm. Bây giờ ở thế giới bình thường lại xuất hiện một Dương Bách Xuyên có vẻ là thần thoại tiên thiên. Điều này khiến bốn người Ngô Nam cực kỳ chấn động. Ai nấy đều sững sờ nhìn Dương Bách Xuyên. Trong khi đó, Dương Bách Xuyên không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Sau khi đánh bay Tư Đồ Nhất Tu, anh lạnh lùng hừ mũi, hôm nay, tại Thần Long Đàm, tôi đánh một quyền này để dạy cho ông một bài học. Đừng có cậy già lên mặt, trên thế giới này còn rất nhiều kỳ tích mà ông chưa thấy bao giờ. Cho dù là tiên đan tôi cũng có thể luyện chế được, chứ đừng nói chi đến vết thương do chúng độc nhỏ nhoi, hay là một đan dược cấp thấp. Ông không làm được chỉ chứng tỏ ông bất tài. Ông không tin chỉ cho thấy ông ếch ngồi đáy giếng. Nếu còn lần sau, hừ, đừng tưởng ông đây không dám giết người. Dương Bách Xuyên nói chuyện không nể nang gì. Tuy nơi này là địa bàn của Thần Long Đàm, nhưng thế thì đã sao? Trước ngày hôm nay, anh đấu sâu lâu với cao thủ ám kình tầng 9 đại viên mãn cũng chẳng sợ. Huống chi sau khi có càn khôn tôi thể quyết, cường độ thân thể anh đã đạt tới mức độ vô cùng mạnh mẽ. Trong ngoài đều mạnh. Cho dù cả bốn người ở đây cùng xông lên thì anh cũng nắm chắc phần thắng. Tiếc là nước sinh mệnh chỉ tôi luyện cơ thể, tăng cường thể chất của anh. Quả thật tu vi của anh vẫn là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đột phá lên luyện khí kỳ tầng 9. Thực lực tổng hợp của anh đã có thể áp đảo ám kình tầng 9 đại viên mãn. Dương Bách Xuyên biết mình nói như vậy hơi ngạo mạn, nhưng như thế thì sao chứ? Bây giờ anh có vốn liếng để ngạo mạn. Chỉ cần không xuất hiện cao thủ cấp bậc trúc cơ kỳ hoặc là thần thoại tiên thiên, anh không ngại đối đầu với võ cổ giả ám kình tầng 9 đại viên mãn. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên không nghĩ tới lúc này Ngô Nam, Tư Đồ Nhất Tu, Dương Thái Sinh và Tôn Tư Quần đã tưởng rằng anh là cao thủ cấp bậc thần thoại tiên thiên. Tư Đồ Nhất Tu bị Dương Bách Xuyên mắng thẳng mặt không chút khách sáo, lúc này sắc mặt thoát trắng thoát xanh. Yết hầu trượt lên trượt xuống, máu nóng sôi trào. Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn sợ hãi.
ông ta thật sự sợ bị Dương Bách Xuyên chém giết. Đùa à, người ta là quái thai thần thoại tiên thiên hư hư thực thực đấy, dù có cho Tư Đồ Nhất Tu 10 lá gan, ông ta cũng không dám khiêu khích anh nữa. Đối mặt với lời lẽ ngang ngược, thậm chí là uy hiếp của Dương Bách Xuyên, một kẻ ngông cuồng tự đại như Tư Đồ Nhất Tu cũng phải rời mắt cúi đầu. Đây là thế giới của võ cổ giả. Là thế giới mà kẻ mạnh là vua. Chỉ cần có thực lực thì chính là ông lớn, chỉ cần có thực lực thì có thể coi thường tất cả. Thực lực dần mạnh lên, tâm lý của Dương Bách Xuyên cũng bất chi bất giác có sự thay đổi mà chính anh cũng không nhận ra. Bầu không khí hơi kỳ dị. Sau một hồi yên tĩnh, ba người Ngô Nam, Vương Thái Sinh, Tôn Tư Quần đưa mắt nhìn nhau, sau đó bước đến, mỉm cười nói, Dương tiên sinh mau ngồi đi. Cậu đừng tức giận, lão Tư Đồ cũng chỉ nóng tính thôi. Đừng giận đừng giận. Ngô Nam vừa nói vừa liên tục nháy mắt với Vương Thái Sinh. Ông ấy đã nhìn ra Dương Bách Xuyên rất có thiện cảm với Vương Thái Sinh bởi vì quan hệ với Vương Huyền Cơ và nhà họ Vương. Một mặt ông ấy còn muốn nhờ Dương Bách Xuyên luyện đan giúp. Mặt khác, thực lực mà Dương Bách Xuyên thể hiện ra đã chứng minh anh nên nhận được sự tôn trọng cao nhất ở Thần Long Đàm. Và lại, ai dám đắc tội cao thủ thần thoại tiên thiên chứ? Giữ quan hệ tốt mới là quyết định đúng đắn. Trên danh nghĩa Dương Bách Xuyên là thành viên của Thần Long Đàm, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lần trước bọn họ nể mặt nhà họ Vương nên mới thu nhận Dương Bách Xuyên trở thành một thành viên của Thần Long Đàm. Lần này xem ra muốn đưa Dương Bách Xuyên vào đội ngũ nòng cốt của Thần Long Đàm thì phải bỏ vốn mới được. Ngô Nam thầm tính toán trong lòng. Ngay cả Vương Thái Sinh cũng chấn động bởi thực lực của Dương Bách Xuyên. Phó đàm chủ Ngô Nam nháy mắt ra hiệu, sao ông ấy lại ông hiểu cơ chứ? Quả thật có đôi khi những cây cao bóng cả như bọn họ còn không khéo đưa đẩy bằng Ngô Nam. Có điều hôm nay thực lực của Dương Bách Xuyên đã nhận được sự công nhận của Vương Thái Sinh. Bây giờ ông ấy chỉ muốn xác nhận xem Dương Bách Xuyên có phải tiên thiên hay không. Nếu anh đúng là tiên thiên thì chính là chuyện tốt đối với Thần Long Đàm, ông ấy có thể làm người hòa giải. Dù sao đám giả bọn họ đều vì Trung Quốc. Vương Thái Sinh cười ha hả nói với Dương Bách Xuyên, bạn nhỏ Bách Xuyên đừng giận, tính tình lão quỷ Tư Đồ là thế đó, mặc kệ lão ta. Thật ra lòng dạ lão ta không xấu, chỉ hơi nhỏ nhen thôi. Nói rồi ông ấy nhìn Tư Đồ Nhất Tu nằm sóng xoài dưới đất, có phải không lão quỷ Tư Đồ? Ý là lão già kia, tôi tìm bậc thang cho ông xuống nước rồi đấy, có nhận hay không thì tùy ông. Tư Đồ Nhất Tu hiểu ý của Vương Thái Sinh, nếu là lúc bình thường, Vương Thái Sinh nói lời có gai, châm chọc đá xéo ông ta như vậy, thì ông ta nhất định sẽ nổi giận với đối phương. Nhưng tình hình hiện tại đã khác trước, chẳng những ông ta không thể mắng Vương Thái Sinh, mà còn phải cảm ơn đối phương đã hòa giải giúp mình. Tư Đồ Nhất Tu nín nhịn khiến sắc mặt đỏ bừng, chắp hai tay nói với Dương Bách Xuyên, Dương. Tiên sinh, Tư Đồ đã đắc tội, mong tiên sinh đừng so đo. Ông ta vừa nói vừa khom người vái. Lần này đến lượt Dương Bách Xuyên kinh ngạc, anh thầm nghĩ trong lòng, mấy lão già này không đơn giản, đều biết co biết suối. Chỉ nhìn vào điểm này thôi, một lão già 80-90 tuổi xin lỗi một tên nhãi như mình cũng chẳng phải chuyện dễ. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra một điều, mình có thể khiến Tư Đồ Nhất Tu xin lỗi là bởi vì thực lực của mình thắng bọn họ. Có Vương Thái Sinh và Ngô Nam. Lại thêm Tôn Tư Quần mặc dù không nói gì nhưng mặt mày tươi cười ở giữa hòa giải, Dương Bách Xuyên không thể không nể tình. Nếu anh không nể tình thì sẽ bị người ta nói là không biết lễ phép, không biết phép tắc. Anh nhìn Tư Đồ Nhất Tu, lạnh lùng hừ mũi, thôi vậy, hôm nay tôi nể mặt ba vị. Một câu nói xem như đã tha thứ cho Tư Đồ Nhất Tu, nhưng lòng vẫn còn giận. Hôm nay, nếu không phải mình có tu vi mạnh mẽ, thì người hộc máu gãy tay trên mặt đất chính là Dương Bách Xuyên mình. Cảm ơn tiên sinh, Tư Đồ Nhất Tu nghiêm túc hành lễ. Sau đó, mọi người lại ngồi xuống theo sự đưa đẩy của phó đàm chủ khôn khéo Ngô Nam. Sau khi uống một tách trà, rốt cuộc Ngô Nam không nhịn được nữa bèn hỏi ra vấn đề mà mọi người muốn hỏi. Dương tiên sinh, Ngô mỗ có chuyện này không biết có nên hỏi hay không? Dương Bách Xuyên đặt tách trà xuống và nói, phó đàm chủ Ngô cứ hỏi đi. Khụ khụ, không biết tiên sinh, đã bước vào thần thoại tiên thiên chưa? Ngô Nam hơi ngại, dù sao trong giới võ cổ, hỏi thẳng tu vi của người ta như thế rất bất lịch sự, nhất là cấp bậc tiên thiên.
nhưng không hỏi thì lòng ngứa ngáy, cho nên cuối cùng ông ấy vẫn hỏi ra. Ngô Nam vừa dứt lời, ba ông lão còn lại đồng loạt nhìn Dương Bách Xuyên, muốn biết câu trả lời của anh. Dương Bách Xuyên sửng sốt, sau khi tỉnh táo lại anh lập tức hiểu ra đây là lý do bốn người họ thay đổi thái độ phải không? Thần thoại tiên thiên ư. Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Anh là người tu chân chứ không phải võ cổ giả, không thể xác định cảnh giới tu vi, nhưng có thể khẳng định anh không phải tiên thiên. Nhưng nếu xét về võ lực thì khó nói. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên chỉ cười ha hả chứ không nói gì, dáng vẻ bình tĩnh, giả bộ thần bí bưng tách trà lên uống. Trong mắt bốn người Ngô Nam, tiếng cười và dáng vẻ bình tĩnh của Dương Bách Xuyên tương đương với đáp án ngầm thừa nhận. Tức thì bốn người lộ ánh mắt khác nhau. Sau mấy phút im lặng, bốn người Ngô Nam nhìn nhau, đều nhìn thấy hai chữ lôi kéo trong mắt đối phương. Mặc dù Dương Bách Xuyên không lên tiếng, nhưng bốn người nhìn thấy sự tự tin trên gương mặt anh. Bọn họ cho rằng đó là biểu hiện của việc ngầm thừa nhận. Một thần thoại tiên thiên 20 tuổi, nghĩ mà sợ. Nếu nhân vật bậc này gia nhập thần Long Đàm thì chắc chắn sẽ là phúc của Trung Quốc, sau này khi đối mặt với các tông môn lâu đời, bọn họ sẽ không bị động nữa. Thật ra bên ngoài không biết các tông môn lâu đời đóng cửa không ra ngoài tuyên bố là lánh đời thanh tu, chứ thực tế vẫn có mối liên hệ dây mơ dễ má với thế tục. Điều quan trọng hơn cả là những người kia có giá trị vũ lực cao, coi thường các quy tắc thế tục ở một mức độ nhất định. Mà thần Long Đàm là định hải thần châm của Trung Quốc, vẫn luôn gánh áp lực phân tranh cao thấp với các tông môn lâu đời để đảm bảo sự bình yên của thế tục, không cho bọn họ nhúng tay vào chuyện thế tục. Nói chính xác hơn là đàm chủ thần bí của thần Long Đàm một mình chống đỡ. Mấy chục năm nay, đàm chủ đại nhân rất vất vả. Nếu có Dương Bách Xuyên gia nhập thì đây là chuyện tốt đối với đàm chủ đại nhân. Đề tài lại quay về vấn đề luyện đan. Ngô Nam lấy danh sách linh dược viết ở Yên Kinh hồi trước ra, đưa cho Dương Bách Xuyên xem. Đó là danh sách linh dược dựa theo 3 phần đan dược. Cuối cùng Ngô Nam góp thêm 1 phần, vậy là có danh sách 4 phần linh dược. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn danh sách linh dược, thật ra luyện chế đan bồi nguyên không cần nhiều như vậy. Trước đây anh yêu cầu Ngô Nam tìm linh dược còn thêm vào rất nhiều loại linh dược khác. Nào ngờ Ngô Nam không chỉ tìm đủ, mà còn gom thêm 1 phần, đúng là niềm vui bất ngờ. Có nhiều linh dược như vậy, Dương Bách Xuyên không chỉ luyện chế được 4 phần đan bồi nguyên, mà còn có thể luyện chế được một loại đan dược khác ổn định hơn đan bồi nguyên, đan tụ khí. Đan tụ khí là đan dược dành cho người tu chân chân chính sử dụng, có thể nâng cao tu vi, thích hợp nhất là dùng ở luyện khí giai đoạn sau đột phá lên trúc cơ kỳ. Công thức luyện đan tụ khí là sư phụ truyền dạy cho anh. Từ danh sách linh dược có thể thấy căn cơ của thần Long Đàm rất thâm hậu, cũng không đơn giản, khiến Dương Bách Xuyên cảm thán. Dương tiên sinh, không biết còn cần nguyên liệu gì để luyện đan hay không? 2 ngày nữa là đại hội võ cổ. Lần này người chủ trì đại hội võ cổ vẫn là thần Long Đàm, nhưng có mấy tông môn lâu đời cũng truyền tin nói sẽ có người rời núi. Hơn nữa nghe nói lần này tông môn lâu đời xuất hiện có liên quan đến tiên sinh. Đan bồi nguyên của tiên sinh và đan tiểu bồi nguyên của võ đang chỉ thiếu một chữ nhỏ, lần này võ đang chắc chắn sẽ xuất hiện. Ngoài võ đang ra, những tông môn khác dù băn khoăn cũng không bỏ lỡ, rõ ràng là đến vì đan bồi nguyên của tiên sinh. Nhưng tiên sinh cứ yên tâm. Tôi đã truyền tin ra bên ngoài tuyên bố tiên sinh là thành viên của thần Long Đàm, vì vậy đoán chừng các tông môn rời núi lần này sẽ nể mặt thần Long Đàm, không vô lễ với tiên sinh. Nếu đan dược của tiên sinh có thể luyện thành trước khi đại hội võ cổ diễn ra, thì thần Long Đàm chúng tôi sẽ có vốn liếng để kiêu ngạo. Vì vậy mong tiên sinh mau chóng luyện đan. Ngoài ra, hy vọng tiên sinh trở thành thành viên chính thức của thần Long Đàm chúng tôi. Đến lúc đó, cho dù mấy tông môn lâu đời muốn gây rắc rối cho tiên sinh thì cũng phải cân nhắc. Không biết ý tiên sinh thế nào? Ngô Nam nói một tràng dài. Dương Bách Xuyên hiểu ý ông ấy. Đầu tiên, Ngô Nam nóng lòng luyện chế đan dược nhằm tăng thực lực của thần Long Đàm trong đại hội võ cổ lần này, để có sức khống chế hơn. Từ giọng điệu của ông ấy có thể thấy thật ra thần Long Đàm cũng rất bất lực với các tông môn lâu đời kia. Thứ hai, Ngô Nam nói rằng muốn anh trở thành thành viên chính thức của thần Long Đàm là đang lôi kéo anh. Đây là quyết định sau khi thấy thực lực mà anh thể hiện ra. Còn nữa, ở thế tục chuyện anh có đan bồi nguyên không phải là bí mật, sau khi các tông môn lâu đời biết, ai nấy đều đứng ngồi không yên.
Lần này bọn họ lộ diện rất có thể là vì đan bồi nguyên. Theo ý Ngô Nam thì chưa biết chừng người của những tông môn lâu đời này sẽ tìm anh gây phiền phức. Ngô Nam đề nghị anh chính thức trở thành thành viên của thần Long Đàm nhằm bảo vệ anh, coi như là có ý tốt. Thật ra giấy chứng lần trước họ phát cho anh chỉ là cái danh mà thôi, anh không được tính là thành viên chính thức của thần Long Đàm. Lần này Ngô Nam mời anh gia nhập lực lượng nòng cốt. Nhưng Dương Bách Xuyên không muốn tự đeo xiềng xích lên người mình. Anh theo đuổi tự do tự tại, nếu là thành viên nòng cốt của thần Long Đàm ắt sẽ có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đây là thiện chí của thần Long Đàm, hơn nữa anh cũng cần mượn sức thần Long Đàm trên phương diện nào đó. Nếu anh từ chối thì không tốt lắm. Về phần tông môn lâu đời liệu có tìm mình gây sự hay không, bây giờ Dương Bách Xuyên không quan tâm được nhiều như vậy. Đến đâu hay đến đó, tới lúc ấy cứ xem tình hình là được. Nếu bọn họ thật sự dồn ép anh, đâu phải anh không có cách nào đáp trả. Dương Bách Xuyên nghĩ tới nghĩ lui rồi nói, phó đàm chủ Ngô nói gì thế, đằng sau tôi có vân môn, tôi có sư môn truyền thừa, không thể gia nhập thần Long Đàm được. Nhưng tôi đảm bảo sau này thần Long Đàm có yêu cầu gì, nếu làm được tôi chắc chắn sẽ không từ chối, ví dụ như luyện đan. Hiện giờ trên danh nghĩa tôi là thành viên của thần Long Đàm, như vậy rất tốt. Dù sao thần Long Đàm cũng là tổ chức định hải thần châm của Trung Quốc, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn ủng hộ, cũng sẵn lòng góp một phần sức lực cho Trung Quốc. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, bốn người Ngô Nam hơi thất vọng vì không thể lôi kéo anh vào trung tâm thần Long Đàm. Nhưng lời hứa hẹn của Dương Bách Xuyên lại là lợi ích thực tế, kết quả này cũng coi như bọn họ đã đạt được mục đích. Thấy Dương Bách Xuyên tỏ vẻ không muốn bị trói buộc, Ngô Nam không đưa ra những điều kiện hậu hĩnh nữa, vì ông ấy biết Dương Bách Xuyên sẽ không gia nhập trung tâm của tổ chức. Có điều sau này vẫn cần phải duy trì quan hệ với Dương Bách Xuyên. Một cao thủ tiên thiên có tiềm năng vô hạn, ông ấy không có cách nào lôi kéo. Thái độ của Dương Bách Xuyên tương đương với việc trực tiếp thiết lập quan hệ đồng minh với thần Long Đàm, vậy là tốt rồi. Ngô Nam cũng lên tiếng, tiên sinh có điều băn khoăn thì tôi cũng không ép buộc. Nhưng tại đây, tôi đại diện cho thần Long Đàm hứa với tiên sinh rằng sau này nếu tiên sinh cần, chỉ cần không xâm phạm lợi ích của Trung Quốc thì chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ tiên sinh. Hai người đều bày tỏ ý kiến, xem như cả hai cùng có lợi. Sau đó, Dương Bách Xuyên mới nói, tìm cho tôi gian mật thất có thể luyện đan. Tôi chuẩn bị luyện đan đây, nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Ngày mai tôi sẽ đưa đan dược cho ông. Câu nói của anh khiến bốn người Ngô Nam mừng như nhặt được vàng. Ngô Nam lập tức nói, mời tiên sinh đi theo tôi. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng Dương Bách Xuyên có ngủ hay không cũng không sao hết, chỉ bằng tranh thủ luyện đan cho thần Long Đàm. Dương Bách Xuyên đi theo Ngô Nam ra khỏi đại điện, vòng đến ngọn núi mà lúc trước anh nhìn thấy trong thôn. Một cửa đá rất to xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Ngô Nam đi đến thình lình vỗ vào vách đá. Ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra. Tiên sinh, ở đây có địa hỏa, cũng có lò luyện đan. Đây cũng là nơi thường ngày mấy vị đức cao vọng trọng bế quan. Có thể luyện đan ở đây. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đi vào trong. Trước tầm mắt là một hang động thiên nhiên rộng 500-600 mét vuông. Chính giữa có một hồ nước với đường kính hơn 30 mét. Trên bờ dựng một tấm bia đá viết ba chữ thần Long Đàm. Từng con cá vàng bơi tung tăng trong nước, chúng không sợ người lạ, vô cùng hoạt bát. Ngô Nam giải thích, nghe đàm chủ đại nhân nói ngày xưa hồ nước này có chân long cư ngụ, vì thế có tên thần Long Đàm. Dương Bách Xuyên gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Khi đi tới phía đông bắc của hang động, một gian mật thất xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi cửa mở ra, hơi nóng phả vào mặt. Trong mật thất đã được dày công đào khoét, lửa cháy bập bùng bên dưới lò luyện đan cao hơn 1 mét. Nơi này là mật thất luyện đan có địa hỏa mà Ngô Nam đã nhắc tới. Tiếc là thần Long Đàm không có ai biết luyện đan, gian mật thất này vẫn luôn để trống. Sau đó, Ngô Nam sai người khiêng 4 hòm gỗ to tới. Sau khi mở ra, tất cả đều là linh dược chuyên được cất giữ. Đây là linh dược mà thần Long Đàm thu thập được dựa theo danh sách Dương Bách Xuyên liệt kê. Tiên sinh còn cần gì nữa không? Ngô Nam hỏi. Không cần, tôi chuẩn bị luyện đan. Dương Bách Xuyên ra lệnh đuổi khách. Khi luyện đan anh dùng lò luyện đan của mình, không thể để người ngoài biết.
Lệnh đuổi khách của Dương Bách Xuyên khiến bốn người Ngô Nam hơi hụt hẫng vì bỏ lỡ cơ hội xem Dương Bách Xuyên luyện đan. Nhưng họ cũng biết là người ta bảo vệ truyền thừa, nên đành ra khỏi phòng luyện đan. Dương Bách Xuyên đóng cửa đá lại, mỉm cười nhìn từng cây linh dược trong hòm. Anh vung tay lấy lò luyện đan thái thượng ra, trong tay xuất hiện chân hỏa. Sau đó, anh lập tức luyện chế đan bồi nguyên. Hiện giờ anh luyện chế đan bồi nguyên hết sức thành thạo, chỉ mất hơn một tiếng đã luyện được một lò, mỗi lò 12 viên đan bồi nguyên. Anh luyện chế 3 lò đan bồi nguyên liên tiếp mới dừng lại. Sau đó anh quan sát đan tụ khí mà sư phụ đưa cho trong đầu, chuẩn bị bắt tay vào luyện chế. Có lẽ luyện chế ra đan tụ khí sẽ hỗ trợ cho tu vi của anh. Dương Bách Xuyên tìm một số dược liệu luyện chế đan tụ khí trong đống linh dược mà Ngô Nam tìm được, sau đó cất chỗ còn lại vào không gian bình càn khôn. Tiếp theo, anh tìm linh dược long huyết các thứ trong kho chữ của mình. Sau khi gom đủ dược liệu luyện chế đan tụ khí, anh bắt đầu luyện chế. Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào đan tụ khí, đây mới là đan dược dành cho người tu chân đúng nghĩa, còn cao cấp hơn đan bồi nguyên. Anh còn hy vọng có thể dùng đan tụ khí để đột phá bình cảnh luyện khí kỳ đỉnh phong. Mặc dù trong truyền thừa của sư phụ, đan tụ khí thuộc đan dược cấp thấp nhưng lại là thượng phẩm trong đan dược cấp thấp. Hơn nữa, sư phụ Vân Thiên Tà là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, công thức luyện đan mà ông sưu tập không có cái nào là thứ tầm thường. Theo phần giới thiệu về công hiệu của đan tụ khí, một viên đan tụ khí có thể giúp người tu chân luyện khí kỳ tăng liền 3 cảnh giới nhỏ. Vì vậy Dương Bách Xuyên vô cùng chờ mong. Hơn nữa lần này anh lấy việc công làm việc tư, lấy được từ chỗ Ngô Nam đầy đủ linh dược luyện chế đan tụ khí, như vậy cũng xem như mãn nguyện rồi. Cuối cùng anh cũng có thể luyện chế một lò đan dược cho mình. Thật ra đan chú nhan, đan tôi thể, đan tinh long, kể cả đan bồi nguyên mà Dương Bách Xuyên luyện chế lúc trước đều không có tác dụng lớn với anh, bởi vì những đan dược này không phải đan dược tu chân chính cống. Tuy đan bồi nguyên là công thức luyện đan mà Tư Không Nguyên một người tu chân đến từ Sơn Hải giới để lại, nhưng sư phụ lại nói nó là công thức luyện đan rác rưởi, không lọt vào mắt ông. Nhưng đan bồi nguyên có hiệu quả rõ rệt trên người võ cổ giả. Đây cũng là lý do vì sao đan tiểu bồi nguyên của tông môn cổ võ đang trong truyền thuyết lại được coi là thần đan trong giới võ cổ. Suy cho cùng thì đan tiểu bồi nguyên không phải là đan bồi nguyên chính cống, nhiều nhất cũng chỉ có hiệu quả với võ cổ giả. Hơn nữa, đan dược chân chính chỉ có người tu chân mới có thể luyện chế được, bởi vì chỉ có người tu chân mới có chân hỏa. E là trong võ cổ giả, ngay cả thần thoại tiên thiên trong truyền thuyết cũng chưa chắc có chân hỏa. Điều này thể hiện rõ trên người đạo trưởng Phương Mãnh đã gia nhập Vân Môn. Đạo trưởng Phương luyện đan hơn nửa đời người, vậy mà đan dược ông ta luyện chế ra đều là đan dược dởm. Nói thẳng ra viên thuốc được chế tạo từ bột linh dược nghiền vụn rồi vo viên lại chỉ là đan dược dởm. Nhưng Dương Bách Xuyên thì khác. Khi luyện đan, anh luyện hóa linh dược lấy tinh chất, cuối cùng dùng thủ quyết ngưng tụ tinh chất nước thuốc thành đan, tạo ra đan dược chính tông không có tạp chất. Đó là đan dược phải dùng đến lò luyện đan pháp khí, chân hỏa, thủ quyết. Mới có thể luyện chế ra. Hai loại đan dược khác nhau một trời một vực. Đó cũng là nguyên nhân tại sao đạo trưởng Phương nổi tiếng giới võ cổ ở thế tục lại khăng khăng muốn bái Dương Bách Xuyên làm thầy, bởi vì ông ta phát hiện ra sự khác biệt giữa hai loại đan dược. Đừng thấy tu vi của Dương Bách Xuyên không cao mà lầm, kỳ thực chí khí còn cao hơn trời, anh sẽ không nhận đồ đệ bừa bãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.